Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhi Yami Adinna Dana Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhi Yami Kame Sumin Cha Cha Ra Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhi Yami Musa Wada Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhi Yami Sura Mê Raya Man Champa Ma Đăng Thà Na Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Uttamange na vandeham ba da bang sum va ru tamang Bùa thê vô khả lý tô đô so bùa thô khả ma tu tăng ma măng Bùa ta măng ghê na văn đê hăng Thầm manh cha đu vi thắng và răng Thầm mê vô khả lý tô đô so thầm mô khả ma tu tăng ma măng Bùa ta măng ghê na văn đê hăng Sang khanh cha đu vi thô ta măng Sang khê vô ca lý tô đô sô Sang khô khả ma tu tăng ma măng Và con đã thọ trì tam quy ngũ giới. Và con bây giờ con xin đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô Arahato Samma Sambuddhassa Nakmo Asavagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nakmo Asavagavato Arahato Samma Sambuddhassa Brahma Chaloka Thipati Sahambati Katan Chali An Thiwarang Ayajatha Santi Thasantam Parajang Kajatika Dese Tu Thammang Anukam Bimang Bajang Santham Maferin Quy Nhà Dân Chakayang Sutan cha ban thăng a phi tham ma cham mang a cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha nầy dê Parisa Yamanche
Ewang saham pati brahma phagavantam maya jatha tuân hi phà quê na tăng bù thô ca ruôn nhé na thi hoa sa gia tan ha vu ta ya đê na mi ga đa yang ta tô ga tô ban cha vang gia đa yô nay ye a mang ba ye si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu tô a nu na tham ma đê sa năng Maha wasani de se si santanang antha sintakang te na satu ayo phan te de se tu thamma de sanang sambhajitha parisaya anukambam bikatawe nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay thưa thầy và nguyên như con xin dâng mít lại cho thầy kinh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sa Di Đà Phật. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, hôm nay chúng ta học bài mới ha. Mà hôm nay đặc biệt là đầu năm, coi như là bước sang một năm mới. Thì hôm nay ngưng không đọc Pali nữa ha. À, chúng tôi sẽ dành một thời giờ là khoảng thời gian đầu thay vì đọc Pali và mời quý vị mỗi người lên chuẩn bị tinh thần sẵn lên mỗi người lên giống như là mình có một cái thuyết trình về vấn đề năm mới mà nói sao cho nó có dính vô pháp nha nói đời không được nha giờ quý vị lên nói cho nó hay cho nó dính vô trong như vậy có pháp bảo trong đó liên quan tới pháp vô. Thông báo trước để quý vị chuẩn bị tinh thần ha, cùng nhau lên đừng để rung bị trống vắng nha, chuẩn bị nha. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadayami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Sabbadibhanno bhagavato savakasangho sangham namami Samma sambuddhamatulang sasat dhammaganuttamang apivadiyapasissang apithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di. Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu vào một năm mới. Trong năm mới thì kính chúc chư tôn đức tăng trong rung luôn được gặp nhiều những điều an lạc hạnh phúc trong đời sống tu hành, sớm thành tựu được những gì mình như ý nguyện, và cũng chúc cho tất cả quý vị luôn có được một đời sống an vui, một sự tu học được tốt đẹp viên mãn và có được kết quả thành tựu như ý nguyện. Rồi bắt đầu mời từ vị lên á, mời quý vị thay phiên nhau lên để mình nói về một cái gì đó mình thích nói mình nói ha, rồi năm mới, chủ đề năm mới ha. Rồi mời chủ sĩ trước hay ai đó trước tình nguyện lên nha. Xin mời.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính mời chú Châu Phan, kính mời chị Nhung, kính mời cô Hồng Mai. Ở trong lớp mình có nhiều người, kính mời cô Phúng. Dạ, trong lớp mình kính mời anh Thính Phát nữa nè. Dạ, trong lớp mình có nhiều vị gọi là người lớn lắm thầy ơi, con xin ở sau đi, con không dám lên trước đâu. Dạ, xin mời cô Phúng, xin mời chị Nhung, xin mời chú Châu Phan. Dạ, con xin xuống mic, con xin mời chư vị ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính lễ quý quý tăng, quý tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con kính chào, kính lễ thầy kinh. Dạ, con xin mạo muội xin nói trước, tại vì không có thấy ai giơ tay hết, thì ta con xin nói trước. Nói về New Year's thì một khi nói về New Year's thì cái tâm tục đế của con nghĩ về một năm mới, bắt đầu lại một năm mới, thì những chuyện quá khứ để qua một bên và hy vọng rằng năm mới sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng mà qua cái khía cạnh đó thì con thấy rằng là cái sự vì cái trái đất nó quay tròn, cái trái the sun, cái trái đất quay tròn, cái the sun gọi là tiếng Việt là quay gì, thì cùng một năm đó cái trái đất nó quay ngược lại, thì nó repeat itself, thì cũng qua khía cạnh đó thì nhìn thấy được cái sự lặp đi lặp lại của cái pháp trái đất quay tròn cái mặt trời. Thì con thấy được là từ những cái tánh hư tật xấu của mình, cái karma của mình, cái nghiệp của mình, thì cũng là bắt đầu cũng từ lặp đi lặp lại. Mới đầu mình không biết cái mình tập giống như ví dụ như là hút thuốc đi hoặc là uống rượu đi. Mới đầu không biết uống rượu hoặc là hút thuốc, cái mình thấy bạn mình uống thuốc cái uống rượu, cái mình tập để cho ra đời, để cho lúc mà xã giao với họ thì mình không có bị nói là mình không biết uống rượu hoặc hút thuốc. Rồi cái một thời gian sau cái trở thành biết uống rượu hút thuốc, và sau đó dần dần sau đó thì trở thành nghiện rượu. Thì cái thói quen tập khí đó có được là bởi vì tập đến tập lui, làm đến làm lui tới lui đối lui riết, rồi cái trở thành cái tập khí. Thành ra qua cái thành ra qua cái nhìn, qua cái sự qua cái qua cái nói về cái năm năm mới đầu tiên thì cũng nhìn qua khía cạnh đó thì nói đến cái sự lặp đi lặp lại, và nói đến sự vì cái lặp đi lặp lại biết trở thành một cái nghiệp khí, và nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi làm những việc thiện hay là bất thiện qua cái nghiệp khí đó. Thì cái đó là một khía cạnh. Còn một khía cạnh nữa là khi mà nói đến đầu năm thì con nghĩ đến cái sự ăn uống ngon. Khi còn năm thì chỉ có lúc mà đầu năm thì ăn được đồ ăn ngon thôi, thì lúc đó thích lắm và thèm lắm và tham lắm, và cũng lúc đó thì muốn ở nhà để mà chơi đánh bài hoặc là ăn đồ ăn ngon, nhưng mà không thấy được là lúc đó cái tâm tham nó mạnh mẽ lắm, nó muốn giải vui, nó ăn nó chơi không mà chứ không có làm gì hết trơn á. Và nếu mà đánh bài mà ăn được rồi có muốn ăn thêm nữa, thì thấy được cái sự tham nó không có
nó không có limit, nó không có nó không có đáy. Thì qua cái khía cạnh đó thì thấy cái sự tham nó không có đáy. Và nếu mà một người nào đó nói rằng tôi tham, tôi đâu, cái tham của tôi nó tôi control được cái tham của tôi, nhưng mà ví dụ như là một năm mình làm cái công việc nó cho mình 50.000 đồng đi đủ sống, thì tôi đâu có thèm thêm hơn 50.000 để làm chi. Thì họ nói cái tâm họ control được cái tâm tham của họ là cái tâm tham của họ không, giống như hồi nãy mới nói là cái tâm tham nó không đáy, nó tham thì muốn thêm. Nhưng mà người này thì lại nói là tâm tham của họ control được. Thì mấy ví dụ như là nếu mà năm nay bị COVID mà bị thất nghiệp mà tiền đồng tiền vô ít, thì họ cảm thấy bực bội hoặc là họ cũng thấy cái tài chính nó không được như ý, thì họ cái tâm của họ như thế nào, họ có bị bực tức hay là gì không? Và họ nếu mà họ nói cái tâm của tham của họ, họ control được cái tâm tham của họ, vậy lúc đó cái tâm của họ có được control hay không? Thì qua hai cái khía cạnh đó thì mới thấy được cái chữ năm mới này mà cho mình học được là cái nghiệp nghiệp khí, cái lặp đi lặp lại lại, và cái tâm tham nó không có đáy. Dạ con xin chia sẻ chỉ vậy thôi, xin mời người khác lên ạ. Con xuống mic. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ thầy, con kính chào thầy. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thầy ơi, hôm nay cái đề tài thầy cho ra khó quá. Chúc mừng năm mới thì được, nhưng mà thầy nói là còn phải dính cái pháp vô nữa. Nó cũng hơi khó. Mà Nguyên Như thì khôn quá trời luôn. Nguyên Như bắn đá luôn qua người khác. Dạ, con xin có ý kiến như vậy. Dạ, năm mới năm 2021 đã đến thì năm 20 đã qua. Như vậy là năm mới tiễn năm cũ, có nghĩa là mình phải luôn luôn về phía trước. Năm 21 nó sẽ là phía trước và năm 20 nó là phía sau. Như vậy có nghĩa là mình phải luôn luôn đi về phía trước. Mọi vật đều vô thường, đều phải tiến lên, mình không thể dừng lại được. Thì trong cái ngày đầu năm thì con cũng kính chúc thầy và các bạn đạo được nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Đây là cái điều mà mình tri ân đến thầy, người đã dạy mình biết đạo, biết về nhân quả, biết về duyên. Nói chung là người thầy đã dạy mình biết được chính mình. Mình sẽ cố gắng tu tập theo những lời của Đức Phật và lời của thầy giảng giải để mong rằng có một ngày sắp tới mình sẽ hiểu được chính mình hơn và mình sẽ đi ra khỏi cái vòng tam giới này. Và mình cũng tri ân bạn đạo là bạn đạo đã cùng mình học pháp với mình và cùng chia sẻ những cái lúc mà mình khó khăn, thì là mình tri ân. Thì đây cũng là cái pháp tri ân mà Đức Phật đã dạy, là mình cần phải tri ân bạn đạo. Rồi con chúc sức khỏe, có nghĩa là mình hy vọng, mình mong muốn, cái này là chan đá, thì mình mong muốn có một cái sức khỏe trong suốt năm để mình có điều kiện học pháp, hành pháp, rồi mình an vui trong cuộc sống. Thì cái này thì con xin đọc cái bài của Rải Tâm Bắc, là cũng như là cái lời của con muốn mong muốn đến tất cả chúng sanh đều mạnh khỏe. Sát bề sát tà a quề rà hồn tu su khí tà hồn tu nít đúc khà hồn tu áp già bách trà hồn tu a nì khà hồn tu đì khà du cà hồn tu a rồ gà hồn tu sầm bát tì hít sa mít chàn tu su khí át tà nặng bariha rằng tu đúc khắp bát tà cha nít đúc khà phá giá bát tà cha nít phá già sô cáp bát tà cha nít sô cà hồn tu sắp bê bì bà ni nô. Dạ, năm mới nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu,
đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, năm mới con cũng mong rằng là cái nạn dịch mau chóng đi qua để thế giới các chúng sanh được bình an, mọi người được an lạc hạnh phúc. Dạ, đó là những điều của con ngày hôm nay về năm mới. Dạ, con lần cuối cùng con cũng kính chúc thầy có sức khỏe và kính chúc mọi người cũng có sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, con xuống mic. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tha Giá. Con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể học viên trong lớp. Chúc mừng năm mới, Happy New Year 2021. Trong cái năm 2020 đã đi qua đầy biến động và có những và mình thấy rõ những điều vô thường đến khi những cái vị sư trong Phật giáo nghĩa của mình từng vị đã rời khỏi cái chốn thế gian này, thì con mong rằng năm 2021 thì nó sẽ better hơn, nghĩa là nó sẽ nhiều niềm vui hơn cái năm cũ đã qua. Và con kính chúc thầy và các bạn trong lớp là luôn được sống trong ánh sáng trí tuệ của Đức Phật và giữ vững niềm tin vào giáo pháp, vào cái chánh pháp mà Đức Phật đã truyền dạy cho tất cả chúng ta. Và con muốn rất tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cái vi diệu pháp này rất là thâm sâu, và nhờ đó mà con cảm thấy là từ từ mình mở ra và mình rất là thích thú và hứng thú để học cái môn vi diệu pháp. Và cũng không quên cảm ơn Nguyên Như Kỳ Viên đã giữ vững room này để tạo cho một cái cho tất cả các Phật tử một cái room rất là hữu dụng để phát triển cái trí tuệ và sự hiểu biết rõ và sâu sắc hơn về cái giáo pháp mà Đức Phật đã đề ra và hướng dẫn cho hàng Phật tử noi theo. Với niềm tin thì con tin rằng là chúng ta cần quan tâm đến cái chánh pháp hơn và hiểu rõ cái những cái hiểu rõ hơn, từ từ mình cái trí tuệ mình mở ra và hiểu rõ hơn Đức Phật dạy ta cái gì, và ta sẽ đem những cái lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống thực tế để ta rèn luyện tâm ta vững vàng hơn trong những lúc ta gặp những chướng duyên. Và từ đó, đó thì ta sẽ rèn luyện cái tâm ta vững vàng để đến khi mà đến cái thời điểm mà cận tử nghiệp á, thì cái tâm ta nó vững tin hơn và nó không bị rối loạn hoặc là nó bị rúng động, để cho chúng ta khi tái sanh thì được về cõi an vui chứ không mà rơi xuống dưới. Với đức tin nơi Tam Bảo thì con và những bạn đạo sẽ cố gắng hỗ trợ nhau làm những thiện pháp cần làm, để mà cái thiện pháp nó sẽ càng ngày càng vững bền hơn. Và nhờ vậy thì con có động lực và con có một cái gọi là tarami để mà tu tập, để mà càng ngày càng tiến gần đến đạo quả Niết Bàn. Thì mong rằng mọi người trong lớp, nhất là thầy Kinh Đà, mọi người trong lớp thì sẽ được hữu duyên sống trong chánh pháp, an trú trong chánh pháp, để cái cuộc sống mình nó bình an hơn, an vui hơn. Và sau này thì sẽ được vững vàng hơn trong cuộc sống, hoặc là cho đến khi mình gần kề đến cái chết. Thì con chỉ có những cái lời chia sẻ như vậy, và những cái gọi là những cái chúc đến tất cả thầy cũng như các bạn đạo đều được an vui trong chánh pháp. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, thế thôi lời yêu cầu của cô Nguyễn Như. Dạ, đạo huynh cũng xin nên chia sẻ ít điều. Dạ, trước hết là đạo huynh xin
Kính đảnh lễ ban ngồi tam bảo, kính chào quý vị huynh trưởng, kính chào huynh kinh, và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Thật ra thì đạo huynh không có biết nhiều, huynh hỏi huynh kinh hỏi thì đạo huynh tự cho mình là cái người mà hiểu Phật pháp ít nhất trong cái room này. Yeah. Thậm chí qua 2 năm qua cũng không học được nhiều lắm. Thành thử là nếu mà đạo huynh nói cái gì thất thố thì xin quý vị niệm tình thứ cho. Thì trước hết năm mới thì chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sức khỏe. Cũng xin nhân dịp đây cũng cảm ơn cô Nguyên Như. Cách đây 2 năm thì cô dạy cho cái kinh Bali Thành Tử này cũng đọc chập chững. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Đạo huynh cũng xin nói là không hiểu Phật pháp nhưng mà có cái nhận xét như thế này. Thường thường con người ta có cuộc đời là nó thật ra là cái hai mặt của đồng tiền thôi. Ha? Là có sinh và có tử, rồi có được, có mất, tức là đắc hay là thất. Có lời khen thì dĩ nhiên bên cạnh có tiếng chê. Có ngọt thì phải có đắng, cam thì có khổ, có ái thì có hận, yêu thì có sự ghét bỏ. Rồi có cái sự đại ngã, tức là cái tôi mình lớn thì cho nên có sự vô ngã hoặc là tiểu ngã. Rồi có cao quý thì có sự hạ liệt. Thì mong rằng quý anh chị em trong đạo tràng mình tập cái tâm mình sao mà nó không phân biệt. Tức là nhìn sinh tử nó giống nhau thôi. Yeah. Tập cái tâm vô phân biệt xứ, tức là nhìn không có thay đổi gì hết. Cái tâm bình thẳng như mặt hồ. Thì mình tập sao? Vậy là cái con đường đích ra mình tập rất là xa, nhưng mà tập lần lần. Thì đạo huynh chỉ có bao nhiêu lời thôi ha. Cảm ơn huynh kinh, cảm ơn toàn thể quý vị. Yeah. Đạo huynh xin xuống mic và xin nhường lại cho người khác. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con đến lễ sư Thanh Tâm, thầy Kinh, chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ, con đồng thầy đạo tràng. Và có thể cho xin một tín hiệu có thể nghe được không ạ? Tại cái phone con bị problem đó. Dạ, trong thời gian khoảng chừng một hai tuần lễ nay thì có một sự rất là kỳ diệu là sư Pháp Tính và thầy Kinh cùng giảng một đề tài, đó là đề tài thập nhị nhân duyên, và hai vị đã cùng giảng gần như là song song với nhau trong cái thời buổi này, có thể cảm thấy rất là lạ lùng. Cho nên mấy hôm cả hai tuần lễ này thì con có ôn lại cái bài thập nhị nhân duyên đó, thì quả thật là một sự tấu xảo rất lạ lùng trong đời sống cũng như những bài học. Chẳng hạn là tất cả những cái hành vi, những cái suy nghĩ, hành động, hành hoạt, đi đứng, nằm ngồi, từ đến công ăn, việc làm cho đến cái tiếp xúc, giao tế bên ngoài, hoàn toàn là tùy thuộc vào cái hành động, suy nghĩ trong mỗi ngày của mình. Mà cái đây chính là một trong ba cái hành mà các sư đã giảng, tức là phi phúc hành, phúc hành và cái bất động hành. Thì đọc lại bài vở các vị giảng sư giảng, mình thấy ôm. Thì ra là thực tế nó không có xa lìa với trong giáo lý của Đức Phật đã giảng. Thì từ đó con thấy được rằng là cái hầu hết mình tạo những cái điều thiện, cái bất thiện nghiệp hay là những cái điều mà bất khảy hoàn toàn là do cái tâm vô minh ngày xưa mình đã tạo ra trong quá khứ. Thì vô minh đây thì mấy sư được giảng nói là tức là mình bất tri trong 8 điều bất tri đó. Tức là không hiểu về tứ diệu đế, không hiểu về danh sắc ba thời, quá khứ hiện tại vị lai và thập nhị nhân duyên. Thì con đọc lại thì thấy quả thật là rùng mình, nó quá hay đi, nó quá quy diệu. Là có thể mình áp dụng trong đời sống của mình, thấy rõ là tại vì mình không hiểu được cái vô minh là gì đó, cho nên mình có những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái suy tư mà nó từ đó nó tạo lên ba cái loại hành, tức là ba cái loại hành phi phúc hành, bất động hành và phúc hành. Và từ đó nó để lại những cái dấu ấn, những cái chủng tử mà nói chung là để lại những cái thành quả hiện tại hay trong tương lai, mà trong nhà Phật kêu là 32 tâm quả hiệp thế, mà trong đó cùng có 19 tâm quả, 19 loại tâm nó sẽ làm quả thực sinh, tức là thức tái sinh trong tương lai. Con thấy rất là kỳ diệu ở chỗ đây.
Cho nên từ đó mới suy nghĩ lại là như vậy thì trong cuộc sống mình làm thế nào đó để tạo những thiện nghiệp hay là những để lại những chủng tử thế nào đó cho tốt đẹp trong tương lai hơn. Thì cho nên từ đó mới biết được thế nào là cái cẩn trọng, cẩn thận trong từng lời nói, đắn đo trước khi suy nghĩ, trước khi hành động, nói chung là khéo tác ý đó, trước khi có những cái điều mà không đáng, không những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Và con chỉ là đóng góp một chút xíu là con đã áp dụng những gì mà các sư pháp tính và sư thầy kinh đã giảng dạy trong bao nhiêu năm nay đó để có thể mà áp dụng vào cái sinh hoạt của mình trong mỗi ngày, cũng như là cách tu tập của mình đó, để cho đời sống nó tốt đẹp hơn trên phương diện tu học trong tương lai. Thì sẵn dịp đầu năm thì con tri ân sư pháp tính cũng như sư thâm tâm cũng như thầy kinh đã dẫn dắt chúng con trên đường tu đạo có những cái nhiều thành tựu, chưa mặc dù nó chưa đáng kể được bao nhiêu, nhưng mà ít ra chúng con có được một cái kim chỉ nam là đây là những cái giáo lý căn bản, những cái bản đồ mà bắt buộc những người tu học phải nương theo đó mà hành trì. Và một lần nữa thì con tri ân sư các sư đã dày công khổ luyện, đã mở lòng từ bi, đã giúp cho chúng con có được một cái nền tảng giáo lý rất là căn bản hiện tại và trong tương lai. Thì cũng sẵn đầu năm thì con cũng tri ân cái lớp Nguyên Như Kỳ Viên đã tổ chức hình thành và đã duy trì cho đến ngày hôm nay, cho nên chúng con mới có được một cái cơ hội hy hữu là học những cái bài pháp rất vi diệu của ba mười phương chư Phật đã để lại. Và một lần nữa thì con tri ân các vị thầy, các vị giảng sư đã mở lòng từ bi giúp cho chúng con có nhiều cái phương tiện tu học hơn trên đường trong hiện tại và trong tương lai. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ. Một bức thầy giá. Dạ, Nguyên Như thấy chị Nguyên Trang vào nè. Nguyên Trang cầm mic nha Nguyên Trang. Thầy mời mọi người lên nói về năm mới mà có nhét một chút xíu pháp vô nha chị. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic cho chị Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa thầy, nghe con hỏi vậy là chạy mất tiêu rồi. Sa thú đạo tràng sao không thấy ai cầm mic hết, thôi Dương Nguyên Trang làm người kế tiếp, Nguyên Như làm người kế tiếp ạ. Dạ, trong cái thời gian một tuần nay thì con thấy trong lòng thì nó vẫn còn đau, trong tâm nó cũng còn đau. Mà cái chuyện Phật Pháp, cái chuyện làm việc, cái chuyện đi làm á, thì nó rất là bề bộn, nó rất là nhiều. Tự vì cuối năm đó quý vị, những cái toa thuốc cũ ở trong năm thì những cái hãng lớn á, thì nó ráng nó bill insurance để mà nó làm thuế đó. Thành ra nó dồn xuống tất cả các pharmacy liên tục. Coi như mình vừa làm xong là cái trang nó đầy lợi, rất là đuối mà kinh khủng lắm. Khoảng một cái tuần, hai tuần cuối năm á, là bài vở của pharmacist phải deal, rồi những cái gì, những cái deal, những gì của hãng á, nó dồn lại không nổi luôn. Rồi một người bạn thì cũng mất,
vừa mới mất. Rồi vài tháng trước thì mẹ chồng mất, rồi bây giờ sư phụ mất. Tức là năm nay Nguyên Như có nhiều cái mất mát lắm. Nhưng mà Nguyên Như nghĩ lại thì khi mà mình đau khổ đó quý vị, mình đau khổ mình buồn là tại sao? Từ vì mình nghĩ đến cái quả, mà cái quả thì Đức Phật dạy là nó là những cái cộng nghiệp, những cái duyên, những cái quả, những cái chuyện đó là của quá khứ. Đến lúc nó trổ, nó phải trổ thôi. Nó làm ảnh hưởng. Có những chuyện nếu mà mình bình thản, mình giữ cái tâm quân bình á, thì nó mình sẽ thấy nó chỉ là một cái hiện tượng. Có nghĩa là thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, đụng như đụng, xúc chạm như xúc chạm, rồi nếm như nếm vậy đó. Mình không có để ý. Nhưng mà cái thân thì nó đi liền với cái tâm. Thì làm sao mà mình có thể tách ra được? Chỉ tách được, có được. Nhưng mà mình phải rất là chuyên chú, rất là chánh niệm. Trong khi mà mình làm một cái hành giả Vipassana mà thuộc loại là 24/24 như là Sư Phụ Giác Nguyên hay là Thầy Kinh dạy. Mà mình thì sơ cơ, chân ướt, chân ráo. Mình tu thì thuộc kiểu là lên bờ xuống ruộng, phải không quý vị? Thích thì tu, không thích thì không tu. 5 phút đó là chánh niệm. Mười sao người ta giận mình là mình nổi, gọi là nổi tam bành lên đó. Rồi mình giận hờn, mình đủ thứ chuyện hết. Cái thân, cái tâm của mình á, thì mình cũng không control được. Ngay cả trong nội tâm của mình, mà mình cũng không có thể điều khiển nó được. Mà mình quay ra, mình giận bạn, giận bè, giận thầy, giận chuyện này, chuyện kia. Ông trời mưa một chút nhiều hơn mình muốn cũng giận. Cái lá nó rớt xuống mà nó không có kiểu, nó không thích cũng giận. Con chim nó hót, mình lay nhịp mình cũng giận. Có nghĩa là tất cả chuyện gì mình cũng có thể mà mình làm cái cớ để mà mình phát sinh cái tâm sân hoặc là cái tâm tham của mình lên hết á. Thành ra Nguyên Như cứ ngồi nghĩ tại sao mà cái tâm của mình không có thể chấp nhận được cái sự kiện nó như là tại sao vậy? Tại sao mà không có chấp nhận được sư phụ ra đi? Tại sao không chấp nhận được một người bạn thân nhất ra đi? Tại sao không có chấp nhận được mẹ mình ra đi? Thì tự vì tâm mình nó còn si mà mình lại để ý nhiều vào cái quả quá đi. Thành ra Nguyên Như mới quay lại cái bài mà mình học với thầy Kinh đó quý vị. Mà cái bài đó chính là người Nguyên Như là người chia sẻ với quý vị nữa. Mà tại sao mình không có nghĩ ra? Thì cũng như ngày hôm qua lúc mà thầy Kinh dặn với Nguyên Như là nhớ nói với nhóm là mỗi người phải lên thuyết trình đó. Thì Nguyên Như có ngồi suy nghĩ một hồi, cái nó sáng ra được một chuyện đó quý vị. Khi mà mình để ý vào cái quả đó thì mình sẽ bị bám vào cái đề mục là cái quả và mình sẽ phải khổ. Nhưng mà nếu mà cùng một cái sự kiện như vậy, mình tập trung vào cái nhân, mình tập trung cái nhân, từ vì cái nhân là mình có thể làm được, mình control được cái đó. Mà cái quả thì mình không có control được. Cái quả mình không có lợi làm gì nó đến lúc cái thời, cái điểm, cái khác, cái duyên, cái nghiệp nó hiện ra là nó sẽ tới. Nhưng mà mình control được cái nhân, có nghĩa là mình tạo những cái duyên lành, những cái chuyện thiện mà mình actively mình làm. Có nghĩa là mình dùng cái trí tuệ của mình thấy nó được thì mình đi làm. Thì khi mà mình làm như vậy á, thay vì mình ngồi mình than khóc, tức là mình cứ ngồi mình đớn đau, chua xót với cái quả, thì mình phải là một người rất là, gọi là một người anh hùng, chiến sĩ, để mà mình có thể xông pha lên, mình tạo những cái nhân mới, những cái nhân lành, để mà trong tương lai của mình á, mình không có bị đau khổ như vậy nữa. Thì nếu mà mình tập trung những cái tâm thiện, tâm lành của mình vào những cái việc gặt cái nhân lành đó đó, thì thứ nhất là mình sẽ tự vì tâm á, thì nó có thể khi mà một cái tâm nó chỉ sống với một cái cảnh đó thôi. Thành ra khi mà mình tập trung vô cái chuyện thiện đó, những cái chuyện gặt nhân, cái chuyện là nhân mới của mình đó, thì mình sẽ quên đi cái chuyện mà mình gặt những cái quả xấu, phải không quý vị? Thành ra Nguyên Như ôn lại bài, Nguyên Như xin chia sẻ quý vị đây là 10 cái nhân sanh phước đó. Mà nghĩ tới nghĩ lui, nếu mà mình có thể vô lớp được mỗi ngày mình học như vậy nè, là mình đã có trọn vẹn 10 cái nhân sanh phước rồi. Thành ra Nguyên Như nghĩ cái bài của thầy Kinh á, nghĩ đi nghĩ lại, nó có thể ứng dụng trong cái lúc mà cái lớp mình đau buồn như vậy đó quý vị. Có nghĩa là năm mới mình nói là ai cũng
chúc với nhau là năm mới rất là tốt, rất là đẹp, cái gì cũng hơn hết. Nhưng mà trong lòng vị nào cũng buồn thiêu buồn thiểu, và Nguyên Như biết tại vì cái tâm trạng của nguyên một lớp học nó giống nhau hết trơn. Thành ra Nguyên Như xin đi qua một chút là 10 cái nhân sanh phước ở đây á. Cái thứ nhất là thí, thì bố thí là có hai loại, một cái loại là vật thí và một cái loại thứ hai là pháp thí. Khi mà mình vô lớp mình học ở đây á, thì mình thấy giống như mình đang chia sẻ với nhau hồi nãy giờ, chị Nhung nè, anh Thính Pháp nè, Đạo Huynh nè, lên nói đó là mình đã bố thí, mà bố thí về cái pháp rồi đó. Mình chia sẻ giao những cái gì mình hiểu được, cái đó chính là bố thí pháp, là cái nhân thứ nhất, một trong cái 10 cái nhân sanh phước. Cái nhân thứ hai là trì giới, là tức là khi mà mình vô lớp học đó, mỗi khi mà mình vô lớp thì sư tâm hay là đạo tràng đều cho mình thọ giới, hoặc là năm giới, hoặc là tám giới, là mình đã học và nguyện thọ trì năm giới này, mà mình giữ giới luật để sao? Để ngăn ngừa ác pháp. Mà người mà có, mà gìn giữ những cái pháp, những cái giới như vậy á, thì cái tâm sẽ bắt đầu mát mẻ, ăn vui trở lại nha quý vị. Thứ ba đây là tu tính, tu tiến. Tu tiến đã có hai loại là thiền định và thiền chỉ. Thiền chỉ thì có 40 đề mục, nhưng mà cũng như là khi mà quý vị tập trung học nè, tập trung những cái lời của thầy kinh dạy nè, tập trung viết bài xuống nè, rất là cẩn thận nghe từng lời của thầy, cái đó cũng là một loại định đó quý vị. Rồi khi mà mình học, mình quan sát, mình nghe thầy nói, mình biết mình làm cái gì, cái đó chính là cái chánh niệm ở trong thiền minh sát. Và cái thứ tư là cái nhân mà sanh phước đây là về cung kính. Thì khi mà mình vào lớp, mình gặp chư tăng, mình gặp chư tu, quý cô tu nữ nè, mình gặp thầy kinh, mình chào thầy, mình đảnh lễ, đó là mình đã thực hiện cái pháp cung kính. Mà cái pháp cung đây là nó sẽ dẹp đi cái sự ngã mạn, tức là mình học tập cái tôn trọng lẫn nhau và chào hỏi và kính trên nhường dưới. Về cái nhân thứ năm mà sanh phước đó, để mà mình không có bị những cái quả nó làm cho mình khổ nữa đó, chính là phụng thị, tức là mình vào room, mình phục vụ cho mọi người, cho cộng đồng, đúng pháp và đúng thời. Phục vụ ở đây không phải gì to lớn đâu quý vị. Thí dụ như trong lớp, thầy kinh ra đề cho mình, thì mỗi người mình cầm cái microphone lên, mình nói chuyện trong lớp, mình nghe lời của thầy, thầy nói như vậy thì mình làm theo, cả rồi những bạn ngồi với nhau mà nghe, mà học với nhau, cái đó chính là cái tinh thần phục vụ, và cái đó cũng là nhân sinh phước. Từ quý vị phục vụ, rồi đạo tràng quan hỷ xa thú, quý vị cũng thấy mình làm được cái chuyện gì đó trong lớp học của mình, phải không quý vị? Rồi cái thứ sáu, cái nhân sinh phước đây là hồi hướng, có nghĩa là sau khi học xong, thì Nguyên Như, Nguyên Trang hồi hướng tới tất cả chư thiên, tới tất cả thân bằng quyến thuộc, tới tất cả những cái vị mà khuất mặt khuất mài, những vị phi nhân, không mình không có thấy được, là tất cả mọi chúng sanh đều quan hỷ. Thì mình khi mình làm một cái chuyện phước, mình biết hồi hướng cho những người khác, thì cái đó cũng là một loại phước. Mà đây thì mình phải có tác ý khéo, thì hồi hướng rất là có hiệu quả. Thí dụ như là mình khi mình nghe bạn mình hồi hướng, thì cái tâm mình phải hướng về những cái phước của mình làm, và mình tùy hỷ đó, chứ không phải mình ngồi nghe mà cái tâm mình nó lơ đãng rồi nghe như còn lại như cho có nghe thôi, thì nó sẽ không có được đủ cái phước đó nha quý vị. Rồi tới cái nhân số 7 mà sinh phước đây là tùy hỷ, có nghĩa là mình vui theo những phước thiện của người khác đã tạo. Thí dụ như bây giờ đó, anh Thính Pháp nè, Tina nè, rồi anh Giang Nhật Hà lên đọc Pali rất là hay nè. Hồi nãy em thấy chị Nhung cũng đọc rất là hay. Bây giờ Pali của chị Nhung là tiến bộ vượt bậc luôn, so với hồi mấy tháng trước chị vô là coi như một trời một vực luôn đó. Thành ra em nghe em rất là vui, em thấy là mọi người tiến bộ, em rất là vui. Và mọi người hiểu bài của thầy kinh, rồi nghe thầy kinh giảng mà nó smooth, nếu nó không có bị gọi là bâm bì như hồi xưa nữa, là coi như không hiểu gì hết, thì cũng vui, tức là mình tùy hỷ theo những cái thiện của người khác đã tạo, thì cái đó là mình được, là cái thứ bảy về cái nhân phước. Rồi về cái thứ tám đó là những cái chuyện nghe pháp của mình phải có, tức là mình vô lớp, mình nghe bạn mình nói pháp, mình nghe thầy nói pháp, là mình có một cái phước. Tự gì mình không phải là mình biết hết đâu quý vị, ngay cả mình đọc cái bài đó có 100 lần đi nữa thì mình cũng miss something, mình cũng thiếu something.
Bởi vậy những cái chư tôn trước đó thì thấy các ngài nhiều khi á, các ngài tu tới 60-70 năm, các ngài có còn coi kinh không quý vị? Vẫn còn xem kinh, chứ các ngài không bao giờ dám nói là tôi giỏi hết rồi, tôi biết hết pháp Phật rồi, bây giờ tôi không cần đọc cái gì nữa hết. Quý vị không bao giờ nghe chư vị tôn đức nói như vậy. Thì mình mới gọi là gà con mới nở, mình làm sao mà mình có thể nói là mình biết hết. Mà khi mà mình không biết hết á, mà mình không có chịu nghe người khác nói á, quý vị thấy không? Nó là một cái lỗ trống ở trong cái sự học hỏi của mình mà mình không biết tới đó quý vị. Thành ra mình nhớ phải có thêm cái nhân thính pháp và cái nhân thuyết pháp. Đây là nói lên những lời, những pháp đúng. Nên mình có thể khuyên bạn mình vào lớp học nè. Mình có thể là khuyên tất cả những cái vị mà đang nóng á. Mình nói là khi mà mình nóng giận, mình nói ra một cái lời mà không cần thiết á, thì cái đó là mình đang gieo cái nhân mà không có lành. Người ta mà nói cái gì cho mình buồn thì cái đó chỉ là cái quả mà thôi. Mà khi mà mình nói ngược lại là mình đã gieo cái nhân. Tức là mình vừa nhận quả, mình gieo ra nhân, nhận quả, gieo ra nhân, nhận quả thì gieo ra nhân. Thưa quý vị, nếu mà mình gieo ra được cái nhân mà lành á, thì nó rất là hay rồi. Nhưng mà khi mà mình nhận cái quả đau đó, thì thường thường cái tâm gì nó xuất hiện? Cái tâm si. Cái tâm sân nó xuất hiện, cái tâm sân thì đi với cái tâm si. Mà hai cái đó xuất hiện rồi thì những cái chuyện, những cái lời nói mà chư vị nói ra lúc đó đó, nó đi với cái tâm si mà làm sao mà có cái thiện được. Thành ra lúc nào mà mình giận rồi đó, mình đừng có nói. Mà lúc mà mình thuyết pháp á, là mình thuyết pháp lúc mà cái tâm mình quân bình, chứ không phải mình lên mình nói cho hay, cho nổi tiếng. Thì cái đó là cái sân, cái tâm tham, cái tâm si nó xuất hiện. Thành ra lúc đó mà quý vị nói có đúng cũng khó, phải không quý vị? Rồi cái thứ 10, cái cuối cùng nhất là mình khi vào cái lớp của mình á, mình có được cái chấn chỉnh tri kiến, tự gì mình được gần những bậc thiện trí thức, mình được gần những bậc như là sư Pháp Thanh, như là sư Đức Minh, như là thầy Kinh Milanda. Những vị này đã nghiên cứu Phật Pháp rất là thâm sâu và dạy cho mình, họ đã dùng hết tất cả cái tâm huyết, cái thời giờ của cái trí tuệ của họ để họ chép từng trang từng chữ để cho mình nghe, để cho mình học, để cho mình chỉnh tri kiến. Thành ra nếu mà mình có thể vào lớp để mà mình học như vậy đó quý vị, mỗi ngày của mình á, mình làm như vậy là cũng như thấy đầy đủ hết tất cả những cái nhân để mà mình có thể tạo phước. Tức là mình cũng có thể nói là mình làm được cái thập thiện nghiệp hoặc là 10 phước nghiệp sự đó, nó ở trong một cái lớp học như vậy. Mà nếu mà mình tập trung mình làm như vậy thì mình sẽ bớt buồn đi và bớt khổ về những cái quả nó trổ tới cho mình, cho quá khứ, cho hiện tại và cho tương lai. Đây là Quý Như mới nghĩ ra cái bài học mà thầy Kinh dạy hồi xưa giờ, mà mình học thì mình học như con vẹt vậy đó quý vị, mình không có biết ứng dụng vô. Bài của thầy thì nó nhiều lắm, nó như mưa, nó như mưa, mà mưa đó thì cây lớn thì nó hứt được lớn, cây nhỏ thì nó hứng được nhỏ, đất ở cuối cùng nó cũng thấm được, nó giống là mưa phát, nó rất là vi diệu đó chư vị. Thầy Như thấy, nghĩ tới những lui, rất là thương thầy Kinh. Thầy lúc nào cũng nghĩ đến tụi con hết á, lúc nào cũng thầy la vậy chứ thầy thương, đứa nào thầy cũng thương hết á, đứa nào mà không vô hả, là thầy không nói thôi, thầy nhắn Như, tại sao vậy, tại sao mà không vô, đi học trễ vậy hả, chuyện gì cũng lo hết á, mà cái chuyện học là không lo, hư quá. Nhưng Như biết cái tâm của thầy rất là lành, thầy quýnh lên là thầy nói lung tung vậy, thầy la như tùm lum, chứ thầy đó, thầy là bậc thiện trí thức của mình đó chứ gì. Thành ra khi mà con vô con học được với thầy, con học từng chút của thầy đó, con rất là tri ân thầy Kinh. Thầy cho Nguyên Như được nhiều thứ dữ lắm, nhiều thứ dữ lắm. Thành ra con trước thềm năm mới đây, con xin kính thầy một cái năm á, có rất là nhiều cái chuyện rất là hơn. Tức là cái quả của thầy đã gieo từ trước tới giờ tới tụi con á, nó có thể trổ trong năm 2021 nghe thầy. Thành ra tụi con cũng là gieo nhân, tụi con ráng vô lớp, con làm tròn ngoan của thầy, tụi con ráng học. Học khó lắm, bị la nhưng mà cũng ráng học. Dạ, thành ra qua cái 10 cái nhân đó để sanh á, sanh ra phước đó. Như thấy cái bài của thầy rất là thấm thía, và một lần nữa tụi con rất là tri ân thầy. Và năm mới thì Nguyên Như chúc được các bạn mình có thể cùng học pháp với nhau,
mình có thể mình học pháp rồi mình học cái cách ứng dụng của cái pháp nó xuống nữa, từ từ cái pháp hành, cái pháp học mà qua cái pháp hành đó, nó một cái lỗ hổng, nó một cái gap đó quý vị. Nó giống như từ cái chỗ trên cao, từ cái pháp học mà mình bay xuống một cái chỗ nào đó mình đáp xuống đó, thì trên đường đi mình có thể là mình bay chỗ này, mình bay chỗ kia, mình bay không có đúng cái chỗ, thành ra mình hành nó trật lất. Thành ra mình phải có một cái lớp như vậy, có vô có bạn bè, mình cùng cái trình độ với nhau đó, để mà mình nói mình hiểu. Chứ nếu mà quý vị ra ngoài, quý vị nói với những người mà không có học như mình, đây không biết mình nói gì hết trơn á, ta tưởng mình là kêu gọi là cõi trên xuống. Thành ra như cũng rất là quý cái lớp này, giống như là một cái chỗ để mà mình tạo được rất là nhiều phước, rồi tạo rất là nhiều thiện nghiệp, và một cái chỗ đó là tụ hội được rất nhiều anh hùng hào kiệt khắp nơi, từ chỗ ngõ ngách của trên rất là nhiều nước, đều không có biên giới. Từ cái lớp này là cái lớp ở trên trời đó quý vị. Thành ra mình có thể nói chuyện với nhau qua Viber, qua những cái nốt với nhau, và trao đổi với nhau qua email. Như thấy giống như một mà mình có một cái căn nhà ở trên trời riêng của mình, mà mình không có ai động được mình hết. Ngay cả COVID cũng không có động được cái lớp mình. Sorry là bây giờ nói trước sợ bước không tới, nhưng mà cho tới bây giờ thì Nguyên Như vẫn có một cái để mà mình rất là ham, rất là vui ở trong cái năm 2020 và bước qua thềm năm mới. Nguyên Như xin kính chúc các vị học tập rất là giỏi, làm trò giỏi, làm một cái Phật tử giỏi. Dạ, tiện đây Nguyên Như cũng xin thông báo là Nguyên Như có mở một cái trang gọi là Pali Chanting, cũng trong cái Nguyên Như Kỳ Viên. Nguyên Như xin kính mời quý vị có thể, nếu mà có thời gian thì vào tham gia. Cái lớp mở khoảng 6 giờ sáng và giờ qua Thịnh Đốn. Nếu mà các vị có thể vào được thì các vị có thể vào khoảng 5 giờ 55. Thì 6 giờ đó là vị sư Tích Lan tên là Chena. Sư có thể là sư có thể là mời một vị sư huynh của sư là sư Gá Hú Lá, rất là nổi tiếng ở bên Tích Lan. Ngài đã từng đi Bồ Đề Đạo Tràng và có hàng ngàn người đi theo Ngài tụng kinh để trùng tụng kinh Pali đó. Thành ra hồi sáng ngày vào ngày tụng cái bài Mangala Sutta rồi hay nhức nhối luôn quý vị. Thành ra nếu mà quý vị có giờ thì mỗi ngày đó mình vào mình xin giới với Chư Tăng. Nguyên Như biết là chư vị nhiều khi mình nói là mình đã xin giới ở nhà mình rồi, mình xin giới một mình. Nhưng mà quý vị đừng quên là khi mà mình xin ở nhà đó thì mình chỉ có hai ngôi thôi, tức là ngôi Phật bảo và ngôi Pháp bảo, mà mình thiếu Tăng bảo. Thành ra mình chỉ cần nhấn một cái nút, Nguyên Như để sẵn trong Zoom rồi, có cái số ID đó, quý vị chỉ cần nhấn cái nút trên phone mà đâu không có mệt gì hết. Mà thay vì mình tụng có hai bảo thôi mà mình bây giờ có Tam bảo, thành ra nó rất là hoan hỷ. Thành ra quý vị có thể là bắt đầu chơi, và một tháng Nguyên Như cũng có là 8 ngày bát quan để mà quý vị có thể thực tập được. Và có những cái gì mà thắc mắc đó, thì có Chư Tăng ngay đó để mình hỏi. Lớp bên này là pháp học, mà bên kia đó là sau này sẽ chuyên về cái lớp pháp hành để mà chư vị có thể thực tập. Dạ, bây giờ là con xin hết cái phần của con nói cái này hơi nhiều. Dạ, con xin kính mời đạo tràng, mời quý vị có thể thay phiên nhau để mà lên gọi là trả bài cho thầy kinh năm mới. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con xin kính chào thầy kinh và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thật ra là hôm qua ở trong room thì thầy cũng có kêu con lên con chia sẻ và nói về cái cảm nghĩ của mình thì con xin mạn phép là tại vì cái ngôn ngữ của con nó hơi bị lủng lỉnh, khá là dở, không có được như quý cô chú anh chị ở trong room, cho nên những cái gì con nói có gì không phải thì con mong thầy và mọi người trong room có thể bỏ qua cho con. Thì đầu thềm năm mới thì con lời đầu tiên là con xin kính chúc là quý sư và con kính chúc thầy kinh cùng gia đình và tất cả mọi người trong room một năm mới được nhiều sức khỏe và thân tâm thường được an lạc ạ. Dạ, về vấn đề học thì trong khoảng thời gian hơn 2 năm khi mà được tham gia vào cái lớp, cái room Nguyên Như Kỳ Viên thì cũng được thầy dạy về vi diệu pháp, cũng được chị Nguyên Như là cũng động viên con và con biết đọc được cái Bali là nhờ cũng nhờ công của sư Trí Đức, sư con rất là mang ơn sư. Tại vì nhờ sư thì con mới có thể đọc những cái bài của thầy và những cái câu pháp cú mà trước đây nó ngắn nhưng mà đối với con thì nó một cái điều gì đó nó rất là cao siêu, tại vì con không có nghĩ ra mình đọc được như vậy. Thì con rất là tri ân sư Trí Đức và tất cả quý chư tăng mà đã dạy ở trong room cũng như những cũng như quý chư tăng đã dạy ở những cái room khác. Thì mặc dù là con không có tham gia đầy đủ ở các room nhưng mà lâu lâu con có vào nghe lại. Và ở Việt Nam thì con cũng may mắn khi mà đến dự lễ ở các chùa thì con cũng được đảnh lễ quý sư ở bên ngoài, tức là không phải chỉ ở trên room như thế này. Thì đó cũng con nghĩ đó cũng là một cái phước duyên của con. Về những cái bài học vi diệu pháp của thầy thì cũng nhờ thầy dạy mà con cũng có được trong cái cuộc sống hàng ngày, từ trong gia đình và ra tới ngoài xã hội. Thì khi mà làm việc hoặc là khi tiếp xúc những cái người ở bên ngoài thì có những cái gì nó xảy ra trong tâm thì mình có thể mình nhận ra được, thì để mà mình điều chỉnh lại cái hành vi, thái độ và cái tâm của mình cho nó không có bị bất thiện nổi lên nhiều quá. Mặc dù là hiện tại thì con cũng chưa có không có giỏi giang gì hết so với chị Nguyên Như, chị Nguyên Trang hay là tất cả mấy cô chú ở trong room. Thì về vấn đề học pháp thì con còn thua rất là nhiều, con không có cái sự tinh tấn nhiều, cho nên là ứng dụng hoặc là nói pháp đồ này kia hay như chị Nguyên Như hay này kia thì con xin sám hối là con chưa có làm được, với lại chưa có học được nhiều chị Nguyên Như. Mà chị Nguyên Sẻ thì con cũng rất là tri ân, tại vì cũng nhờ chị nhắc nhở lại để cho con nhìn nhận lại bản thân của mình, coi mình đã được những cái gì, đi tới đâu rồi và mình cần phải làm cái gì thêm. Thì dạ con cũng chỉ có những cái lời như vậy, con cũng không biết nói sao hơn được nữa, tại vì con xin phép con được xuống mic, con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con kính cảm ơn thầy và con xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ con xin phép được xuống mic ạ, con kết lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nguyên Như xin kính mời sư Huynh Lý
Nguyên Như xin kính mời chị Hà, mời hai vị nha. Dạ, Nguyên Như xin xuống ạ. Dạ không thấy ai lên thôi, Nguyên Như mời anh Giang Nhật Hà nha anh. Anh có chuẩn bị chưa anh? Dạ Nguyên Như mời anh. Nguyên Như xin mời An Nhiên nha. Ok, dạ Nguyên Như xin xuống ạ. Nguyên Như xin mời chị Từ Mẫn ạ. Nhắc một bước thầy giá. Dạ thưa thầy, con không có thấy ai cầm mic nữa. À, chắc là mọi người... Ồ, còn Nguyên Trang nè. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang lên nói đi. Xong rồi cái thầy bắt đầu cho học Nguyên Trang. Ok, ráng chút xíu nha chị. Dạ đúng rồi thầy, còn Nguyên Trang, còn Lý, còn Hà, còn Giang. Hà là người phát động phong trào Thọ Đầu Đà và sáng hôm nay hãy im ru vậy ta. Dạ xin mời chị Hà nha, không trốn nữa nha chị Hà. Nguyên Như xin xuống. Nam Mô Bích Thay giá. Dạ. Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con định là hôm nay chỉ vô ngồi nghe thôi à, tại người con không có được khỏe. Dạ nhưng mà thầy cũng không có tha cho con thì con cũng phải lên thôi. À, dạ con cũng không biết nói gì nữa, tại vì hôm bữa con cũng chia sẻ bên room của Sư Trí Đức. À, Sư Trí Đức rồi, hình như trong lớp này con là học trò hư nhất trong lớp này. À, dạ thì sao bản cũ. Dạ thì con cũng biết thầy chắc cũng được 2 năm. Dạ mọi người 2 năm thì con cũng 2 năm. Dạ thì lần đầu tiên con gặp mà con vô thì nghe là thầy. À, lúc đó mới vô thì nghe thầy giảng vi diệu pháp thì con có rủ Nguyên Như vô. Dạ con rủ Nguyên Như vô học vi diệu pháp. Con lần đầu tiên con bản cáo thầy như là thầy, trời ơi Nguyên Như ơi, vô học vi diệu pháp đi, có một cái vị này giảng vi diệu pháp hay lắm nè. À, vô đi Nguyên Như lúc đó đó chảnh lắm thầy ơi. Thiệt không? Thôi, không có vô, không chịu vô, thôi không vô đâu. Cái nói, Nguyên Như nói con vậy đó. Bởi vậy thầy cứ cưng Nguyên Như mà thầy căng hiếp con hoài. Ủa, đi con hoài à. Giờ cũng rất thật. Giờ đấy, thầy cưng con lại nha. Thầy xong rồi. Thầy xong rồi con nói chứ. Nguyên Như. Thôi, các con mới nói Nguyên Như nghe nè. Vô thử đi, chưa thử sao biết. Thì vô nghe đi. Nguyên Như nói Nguyên Như bận rồi, Nguyên Như học ngoài đây rồi. Rồi con nói vô nghe đi rồi vô quyết định sao cũng cũng không muộn. Thì xong rồi sau đó thì Nguyên Như vô, Nguyên Như nghe. Thì bây giờ
con không cần trả lời khúc sau không thầy? Khúc sau là lúc đó room nào? Ồ, lúc đó là room của room Phật giáo Nam truyền đó anh Lý. À, à, dạ đúng rồi, lớp của room của Sư Trí Đức. Dạ, thì thầy Kinh là dạy đầu tiên bên đó. Rồi thì sau đó là Nguyên Như vào hòa học. Thì giờ thầy có câu trả lời rồi, mọi người có câu trả lời ra. Chứ lúc trước rủ Nguyên Như chảnh nó không chịu vô, Nguyên Như bận rồi. Bây giờ Nguyên Như còn hả săn sái hơn con nữa, thì con lại biết. Dạ. Dạ. Thì cũng con cũng rất hoan hỷ có duyên gặp thầy lúc đó, nhưng mà dạ, con thì không có giỏi như Nguyên Như. Trí tệ chứ không phải là trí tuệ, dạ, nên học hoài cũng không xong. Nhưng mà cũng nhờ có sự gì đó, như nãy Nguyên Như nói, sự thúc đẩy của thầy. Hiện trạng đâu, con đợi nhiều khi không thấy sự nhắn, thầy nhắn bên thầy nhắn vô không? Nguyên Trang vô học, trốn học hoài vậy. Dạ, thì thật ra ví dụ pháp đối với con thì cũng Nguyên Trang thì con rất là khó nhớ nè, khó hiểu nè, nói chung là từ ngữ cái gì cũng khó hết. Dạ, ngay mấy cái từ mà mình nghe hoài mình lùng bùng cái lỗ tai, nhưng mà cũng là nhờ thầy cũng kiên trì, rồi thầy dạy thì đến ngày rồi sẽ được. Dạ, dạ đúng rồi, thì cũng cố gắng thôi. Dạ, nên bây giờ hả phải cố gắng hết sức thôi mọi người ơi, để lỡ mà vô thường nó đến thì sẽ không gặp thầy để học nữa. Nên nãy đáng lẽ cũng không vô nổi đó thầy, nhưng mà Nguyên Như kéo vô. Dạ, nên cũng cố gắng vô. Dạ, nên cũng đầu năm con cũng kính chúc quý chư tăng, quý thầy và toàn thể đạo tràng có một năm mới cái quan trọng nhất là sức khỏe. Dạ, khi mà sức khỏe thì mình sẽ có được mọi thứ. Khi mình có sức khỏe rồi thì mình sẽ có sức khỏe để mình học nè, mình tu tập nè. Dạ, rồi mình sẽ được nhiều thứ nữa. Dạ, rồi mình đi làm thiện sự nha, như anh Mỹ chuẩn bị ngày mai đi lên đường, đi xuống đại niệm xứ làm đại niệm xứ làm thiện sự. Dạ, rất là hoan hỷ với vào đây. Thì hồi nãy Nguyên Trang cũng nghe Châu Nguyễn, và thật ra là con rất là cảm ơn mọi người, cũng như nhờ quý sư rồi thầy rồi bạn đạo cũng có sự góp sức của Châu Nguyễn nè. Châu rất là giỏi đó mọi người rất là giỏi. Mọi người có một bàn tay với trong đây nè, trời ơi, toàn là sư ông với sư bà không à, là anh Lý nè, anh Lý nè, anh Mỹ nè, rồi anh Huynh Thánh Pháp nè, Huynh Giang nè, Châu nè, trời ơi toàn là người giỏi không à. Rồi cái gì nè, anh Đạo Huynh nè cũng trốn nó mất tiêu nè, phải trở lại học nha. Dạ, nên hả dạ sao không ra được cái này, nói thật. Dạ, Nguyên Trang nói thật, không có lôi anh Lý ra đâu, nói thật mà. Nhiều khi nghe pháp mà không hiểu là kiếm anh Lý. Dạ rồi, con đầu năm con kính chúc mọi người lúc nào cũng mạnh khỏe, mạnh khỏe nè, rồi an vui, tu tập tinh tấn. Dạ, là mọi người sẽ được, như mà mọi người đều có một cái ước nguyện riêng thì con cầu chúc mọi người đều đạt được những ước nguyện riêng của mình. Dạ, con xin hết nè. Dạ, con sau đây con kính mời đạo tràng nè. Anh Lý lên tiếng, anh Lý cầm mic, anh Lý ơi. Dạ, con không biết nãy giờ con vô trễ nên con không biết ai cầm mic rồi. Nhung nữa này, chị Nhung cũng, chị Kim Nhung cũng rất là giỏi nè. Dạ, giỏi đi diệu pháp cũng giỏi, Bali cũng giỏi, chat trên màn hình cũng giỏi. Dạ, ủa anh Lý nói rồi hả? Anh Lý nói chưa? Hà nữa nè, Hà đâu mất tiêu rồi. Nguyên Trang nói không nổi, Nguyên Trang cũng lên nói, Hà nó mất tiêu rồi, trốn nữa rồi. Có học, hôm nay có học không? Dạ, con không biết. Dạ, con nói xong rồi nha, con kính xin xuống nha. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, kính chúc đạo tràng năm mới an vui ạ. À.
con xin tạm biệt. À, kính, dạ con quên nữa. Dạ một người quan trọng. Dạ con kính tri ân thầy, thầy kinh rất là nhiều ạ. Thầy nhớ đừng bị con nữa nha thầy. Dạ. Con kính chúc thầy lúc nào cũng là mạnh khỏe. Dạ để tiếp tục dạy cho chúng con. Dạ con xin xuống bếp ạ. Trời ơi, thầy coi được, chịu được không thầy? Ông kinh ông ngồi ngay đó, nguyên cái dương miệng tổ chảng vậy mà quên nổi cho được vậy đó. À, bé Quỳnh ơi, bé Quỳnh lên đi nha. À, hôm nay Quỳnh lý chắc bao chót quá, thành ra bây giờ bé Quỳnh lên nha. Bé Quỳnh là giỏi lắm á quý vị. Mấy năm trước là bé Quỳnh vô xiên dữ lắm mà sau này sắp thành mommy rồi. Thành ra bây giờ hơi nặng, hơi ục ịch một chút xíu. Sa thú em hôm nay vô học nha. Ok, mời bé Như Quỳnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Đại Giá, Nam mô Sa Giá. Dạ con Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư thành tâm thể chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy và đạo tràng ạ. Dạ năm mới thì con xin chúc tất cả mọi người trong đạo tràng cùng kính chúc thầy là được thành tựu những cái ý nguyện chân chánh và được nhiều sức khỏe. Năm cũ vừa rồi đã qua thì phải nói là một năm mà rất là nhiều biến động, ai cũng phải có một chút chấn động, ít nhiều gì cũng phải có chấn động ở trong tâm mình. Nhưng mà con rất là tri ân lớp học Nguyên Như Kỳ Viên và nhờ sự dạy dỗ của chư tăng cùng thầy mà những gì mà mình đã học ít nhiều gì thì con cũng thấy rất là ích lợi cho mình trong những cái hoàn cảnh biến động và chứng duyên vừa rồi. Giống như là hồi trước nếu mà không có biết đạo thì sẽ cảm thấy rất là sợ hãi khi mà trong những cái hoàn cảnh mà dịch bệnh hay là những cái sự ra đi đột ngột một ai người thân ai đó. Nhưng mà bây giờ nhờ cái sự học pháp thì con cảm thấy là nội tâm của chính mình được mạnh mẽ hơn, vì tại vì mình hiểu được những cái gì mà mình đã học và mình cảm thấy là mình tin vào những gì mình hiểu một cách rõ ràng hơn, nên mình có một cái nội tâm thực sự là nó mạnh mẽ hơn hồi trước rất là nhiều. Và nhờ vậy mà thay vì là làm những cái điều bất thiện, khi mà mình đau khổ, mình đối diện, mình tâm sân mình nổi, mình bức xúc, hoặc là tâm tham mình nổi khi mà mình được những cái thứ mình hài lòng, thì bây giờ khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà không có được hài lòng như ý, nhất là trong năm vừa rồi, thì tự nhiên mình nhớ lại những cái điều mà mình đã học, đã được dạy, thì mình cảm thấy thay vì làm những cái điều bất thiện đó thì mình phải làm được những cái điều thiện á, để mà mình gieo nhân lành. Tại vì trong cái hoàn cảnh như vậy thì gieo nhân lành là cách tốt nhất để mà mình làm lợi ích cho cái nội tâm của mình, làm lợi ích cho cái con đường sanh tử của mình. Và mình hiểu được rằng là nó không có kết thúc ở cái đời sống này thôi, mà nó còn rất là nhiều đời sống luân hồi ở phía trước, đến khi nào mà thành tựu được đạo quả thì thôi. Nên thay vì là sợ hãi hay là buồn phiền hay là giận hờn hay là bất cứ một cái điều gì khác, thì bản thân con cảm thấy là nhờ cái sự học hành này nè, nhờ cái sự chỉ bảo, nghe được những lời chỉ bảo này mà mình có một cái con đường đi đúng, một con đường đi đúng và một cái cách để đi, một cái sự chuẩn bị về tinh thần của mình để mà mình biết là mình nên đi như thế nào, mình nên làm gì. Và
cái đó là giống như là cái mục đích sống rất là rõ ràng. Và nhờ vậy mà có những điều mà tưởng là sẽ rất là sợ hãi, sẽ rất là bối rối thì cũng nhận được và vượt qua, thưa thầy. Và con cảm ơn Chư Tăng, Đạo Tràng, Nguyên Như Kỳ Viên cùng thầy rất là nhiều. Và kính chúc mọi người một năm mới sẽ được tốt đẹp, sẽ được mọi thứ an vui như ý nguyện. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính lễ Phật ngôi Tam Bảo, Hồng Ân Phật Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo, Hồng Ân Tam Bảo. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính đảnh lễ. Tại vì con thấy trong này con không thấy Chư Thông Ni, mà con không biết có vị nào là Chư Tăng hay Chư Ni, thì con xin kính đảnh lễ. Chư Tăng này trong room nếu có, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con là Lý. Thật ra thì, không biết nhà có nghe không? Sao con thấy bị mất tiêu cái nút rồi? Thôi, còn nghe không? Cảm ơn. Ok, còn nghe thì chỉ cái việc nói tiếp. Hồi sáng này, có nhắn tin của chị Nguyên Như là thầy bảo là phải chọn đề tài để hôm nay là diễn thuyết. Con nghe cái chữ diễn thuyết, con không hiểu làm sao nữa. Để gọi là diễn thuyết, cái đề tài thì ôi cha, đề tài ở trong cuộc đời nó mênh mông, nó vô tận quá. Thì ngay lúc đó thì vì tối hôm qua đón giao thừa ở nhà ông anh về khuya quá, cho nên hồi sáng ngủ về trễ. Và thì cái đề tài ngày hôm nay có chắc là con đang suy nghĩ, chắc thôi con kể là cái câu chuyện ngày hôm nay con làm những gì nghe cho nó vui. Trước mặt thầy, trước mặt các chư quý sư mà mình nói thuyết pháp thì thấy bọn giống như là múa rìu vào mắt thợ. Mà thật sự cái vấn đề thật sự là chỗ là không có sự chuẩn bị, và thiếu cái tư tiền, nhà tư hiện cũng không có cái gì nó rõ ràng. Cảnh không được rõ, chứ không phải cảnh rất rõ, cảnh nó mờ mờ ảo ảo trong tâm. Cho nên là tôi xin hôm nay kể chuyện cho vua. Ngày hôm nay tới người hơn 12 mới thức dậy và lết xuống khỏi cái giường. Và thì lúc đó khởi lên cái suy nghĩ là vì trước đó có ướp mấy cục thịt đó, để sẵn, để tại vì cái ngày dịp ngày lễ thì đem nướng thịt để khao trong nhà, có ông bà ngoại, có các cháu và các con. Hai thằng lớn thì nó thích ăn thịt bò nướng, nhà thì ông ngoại nó cũng thích, cho nên là mấy bữa trước có mua ướp sẵn. Hôm nay lôi ra để đi xuống thì khi để nướng thịt bò thì cũng có phải đem cục bơ ra rồi đập mấy cục tỏi quăng vô. Và nó có cái cọng rau rosemary, cũng phải để vào. Thì phải chuẩn bị cái lò, chuẩn bị nó có cái lửa, tại vì cục thịt nó để trong tủ lạnh lạnh đó. Nhưng mà cái kỹ thuật của làm người thịt là phải cho cái thịt nó xuống room temperature, tức là nhiệt độ của phòng room temperature. Mà mình chỉ làm như vậy thì mình chờ lâu quá, thì mình bật cái lò lên để lửa ấm ấm để cho nó đốt giai đoạn để mấy cục thịt vừa trước. Sau đó thì trong thời gian nó ấm thì mình ra mình sắc tỏi,
làm cho em xin lỗi nha. Cái này em kể là những cái hoạt động ở trong cái sự sinh hoạt của ngày hôm nay để mà chia sẻ với Room. Thực ra thì hy vọng là nó không làm cho Room cảm thấy boring, là vì thuyết pháp thì năm mới học nấu ăn của sư Hình. Học nấu ăn thì anh đừng có học với anh Giang, anh Giang đừng có học với lại cả nhà đừng có học với mình, leo lên YouTube học. Bây giờ tất cả cái gì mà có đều có hết trơn rồi. Một món nấu mà có một chục người nấu, mười một chục kiểu, nhiều cái kinh nghiệm khác nhau, là mình nghe rồi mình thấy cái nào thích hợp với mình. Ngay cả cái việc mà nướng thịt bò đi, hồi đó học cái kiểu này lên cái người ta dạy, người ta làm demo trên YouTube, cái người ta dạy có nướng con cục thịt à, mà bày ra cái lò than rồi cái cách nấu. Thầy kia mà giỏi nấu ăn. Nguyên Nhân ơi, nếu vậy sau này mình có cái dịp, tụi con tính xin phép thầy trước, tụi con mà lái xe qua đi thăm thầy, thầy nấu món gì vậy? Tụi con ăn thử, nghe nói thầy nấu ăn ngon, còn nhà con khoái, con cũng ham ăn ngon. Con đi vô chùa, con gặp mấy vị, nó còn nói con là người rất là dễ ăn, tất cả những món ăn ngon được con ăn được được hết à. Thôi trả lời vấn đề chứ thôi là mất thời giờ của thầy quá. Cái vấn đề của cả một ngày thì nó rất là dài, thì tác ý là để nó vào cái lửa ấm ấm như vậy để đốt giai đoạn cho cái cục thịt nó nguội thôi. Thì trong khi đó mình sắp tỏi, mình bỏ vô cục bơ, mình nấu lên với lại cái rosemary để nấu lên, để hồi cái bơ đó mình rưới lên. Hôm nay đầu đà hả? Dạ chắc em thành đầu gà rồi. Tại nguyên ngày hôm nay rất là bận nha. Thì rưới lên, khi mà cái cục thịt nó vừa nguội rồi bắt đầu để lửa lên cao. Lúc học đó, học trong YouTube đó, thì nó chỉ cách làm lửa than, rồi khi mà nướng thì than đẩy qua một bên và để lửa, để cái miếng thịt nó bên trái bên phía bên kia, để cái lửa nó không có indirect, nó không không có direct như vậy thì con thịt nó không có sợ không bị cháy. Thì mình thì không có cái phương tiện đó, ngoài trời nhà mưa ngày hôm nay thì ông dùng cái bếp lò ga trong nhà, nhưng mà mình để lửa ấm trước cho miếng thịt nó nhiệt độ lên, xong rồi dùng cái để miếng thịt nó sát vô cái lửa, dùng lửa cao thì cao. Thì mà bắt đầu nó cái cháy cháy cái mặt á, cái bắt đầu kéo ra cái lôi cái hũ mà đựng bơ đó, cũng phải để chung ở trong đó để cho nó nóng, nó sôi lên, cái bơ nó sôi, nó có cái hương vị của cái tỏi với lại cái rosemary. Xong rồi mình rưới cái bơ nó lên cục thịt, cái mình lọt lật qua cái chờ cái 2 phút tới 3 phút, cái mình rưới trên mặt cái thịt, cái mình lật ngược lại nữa, lật qua lật lại, lâu có lật qua lật lại như vậy, làm cũng hơn gần nửa tiếng đồng hồ, tại vì miếng thịt nó dày lắm. Xong rồi nó chín rồi nó mới lôi nó ra, làm như vậy giờ vài lần lôi ra đem xác cục thịt. Cái xác cục thịt thì trước đó thì có cái thằng con trai lớn nó xuống, lúc đầu nó xuống nó chỉ kiếm là bánh rồi nó ăn, cái lúc mà mình đang dọn bài biện ra nó hỏi làm gì, nói là hôm nay nướng thịt bò cho ông ngoại với mấy đứa nó ăn. Cái còn nói cái nói với nó là khoảng nửa tiếng rồi là xong, nó nghe nó khoái quá. Cái ông hỏi cái ông ngoại nó cũng vừa lên ông bà vợ vừa lên rồi, cái thằng nhỏ thứ nhì cũng vừa lên, thấy xác thịt mấy cái ba miếng thịt để trong cái máy nướng, cái đem ra cái bỏ lên cái thớt xác liền. Tại vì trời lạnh mình, những cái đồ mà cho dù nó nóng nó sôi chứ để ra bàn, để ra dĩa chừng 2 phút 5 phút sau cái là nó nguội mất hết trơn à. Thì đem ra 3 miếng thịt, nhưng mà đem ra từng miếng nha, chứ không đem ra hết nó nguội. Đem ra miếng nào xác miếng đó. Thì mấy người đó đi lòng vòng kiểu ăn mấy cái miếng thịt mắc cắt mà nó nằm ở cái vỏ ngoài, nó có cái ướp đó, nó ngon lắm. Kiểu mấy người nó phải thử liền chứ không thôi, cho nó ăn một vài miếng trước đi, nó ngon. Cái hồi nó mới vô tới trong mà nó nguội, cái nó ăn nó không ngon nữa thì người ta cũng biết rằng cái này nó đã ngon rồi, chứ không thôi mình nấu ăn mà mình để cho người ta ăn dở rồi mình cũng ăn tiếng. Quý vị phải không? Mình phải tác ý khôn khéo cái đó. Cái xong cái xác thịt rồi đem ra dĩa. Rồi dĩa mà trước đó mình phải chuẩn bị trước nè, salad nè, với lại dưa leo. Mà mai phước là hồi sáng bà ngoại là bà nhà vợ, bà tính lên bà xào dưa leo với đồ gì đó cho ông ngoại ông ăn. Mà ông lên cái thấy cái mình có đang làm thịt bò, cái nói thôi lấy dưa leo tươi rồi giờ là sẽ lấy salad cho ăn chung. Thế thì ăn nguyên nhà ăn như vậy thì trong con nhỏ con gái thì nó không có ăn thịt
thì nguyên nhà chỉ có ông ngoại với lại cho mình đứng xếp thịt để cho ông ngoại với lại cái thằng hai đứa lớn nó ăn. Xong rồi thì cái con bé nhỏ Út đó, nó có đứa cousin, nó hôm nay hôm qua nó từ trên Philadelphia nó xuống nó chơi và nó ngủ ở nhà một ngày hôm nay. Thì mà hai chị em của tụi nó rất là thân, tụi nó rất là mến nhau, chứ cũng có duyên cũng lạ lạ. Thì hồi sáng thì lúc đó rồi nó đã quá trưa, gần đến 3 giờ trưa rồi. Thì con nhỏ con nó mới nói rằng là nó muốn đi chơi, đi lên villa chơi. Cái nó chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì ngay lập tức là con trả lời liền là được, cho đi chơi. Thì nó cũng thấy làm lạ là bình thường, là vì nó con gái Út được cưng lắm. Được cưng, nó chiều, nó được ôm ma, nhưng ma mẹ nó ôm yếm rồi nó lắm. Mà hiếm khi nào mà nó được phép đi đâu xa mà nhiều ngày, hôm nay nó đòi đi chơi cho liền. Mà cũng không hỏi nó là đi bao lâu. Thì cái chỉ quan sát mình, quan sát được lại mình, nó chỉ nhìn. Mình nhìn rồi chỉ biết mình đang quan sát mình. Nhưng mà mình không biết là nó đang suy nghĩ cái gì. Thì nó vài phút sau cái nó hỏi, vậy nếu mà nó xin đi luôn như vậy thì cho nó đi không? Là ngay lập tức con trả lời liền, nó nói cho đi luôn. Và mình cũng không hỏi nó đi đâu và đi để làm chuyện gì, cũng trả lời lại ngay lập tức là cho đi luôn. Thì nó nghe như vậy nó cũng có phần ngạc nhiên, tại vì con nít mà nó xin đi chơi mà thường thường cha mẹ cản trở đồ vặn vẹo hỏi han đi nhiều lắm, kỳ này mình cho nó đi liền như vậy thì nó cũng ngạc nhiên. Cái thứ nhất ngạc nhiên là vì không có vặn vẹo, cái thứ hai nữa là không có hỏi là đi bao lâu. Rồi sau cái nó trả lời, cái nó suy nghĩ xong cái nó trả lời, nó nói chắc nó xin đi chơi một tuần thôi chứ nó không có muốn là đi luôn. Cái con nói như vậy cũng được, nếu mà mày đi tuần thì cũng được, cứ việc đi, nếu mà muốn đi thì cứ việc đi. Cái nó nói, nó mới nói lúc đó nó mới nói là nó đi tới nhà cái con nhỏ em ba, là con nhỏ em họ đó, mà nó đang chơi ngày hôm nay ở nhà thì nó muốn lên trên đó để nó chơi. Cái nó, lúc đầu thì nó nói nó đòi đi luôn nhưng mà cũng đồng ý, sau đó nó mới nói ồ thật sự nó không muốn đi luôn đâu, nó chỉ muốn đi chơi tuần lễ rồi trở nhà. Nhưng mà ngay lúc đó thì cái thằng anh của nó đang ngồi ăn thịt bò đó, cái nó ngồi nó nói nhưng mà tuần sau là phải đi học lại rồi, nghỉ lễ tới ngày hôm nay là cuối tuần là cũng là hết, nay hôm nay là một tay là hết rồi, cho nên thứ hai cũng là họp lại. Ồ thì lúc đó con mới nói ồ vậy thì chắc con đi chơi không có được, là vì bắt đầu tuần sau đi học rồi, tuần sau đi chơi được. Cái nó mới quay lại nó nói trách anh, nó nói thank you very much lượng, tức là với một cái vẻ trách móc là tại sao phải nói cái điều đó làm cho nó đi không được. Dạ thì sau cái lúc đó thì có một cái cú điện thoại từ một cái thằng em họ, nó em họ chứ nó lớn tuổi, trên villa trên ông anh cái chỗ mà tiệc tùng nhậu ca múa rồi các bà con bên Cali đồ qua, cho nên hôm qua về trễ đó anh gọi về, hôm nay đầu đà nha quý vị, hôm nay đầu đà rồi. Gọi xuống là nói nồi phở trên đó xong rồi, kêu lên ăn. Thì lúc đó thì mình vừa ăn trưa xong, kêu ăn liền, nghe ăn phở cũng thèm, tại vì thường thường trời lạnh ăn nước nóng nó rất là hương vị. Dạ nhưng mà thì nói trả lời họ là được rồi, tôi
Alo, con xin lỗi là vì nãy có cái xin lỗi, không biết con bây giờ nhà mình nghe được chưa? À, cảm ơn anh Giang. Hồi nãy có đang nói chuyện, cái có một cái điện thoại gọi vào, cái quẹt nó đi, từ chối nó đi, nhưng mà sau rồi nó cũng bị rớt mic luôn. Con xin lỗi, con nói tiếp. À, thì lúc con có cái điện thoại gọi vào rồi rủ lên đi ăn phở, thì con nói vậy là thôi được rồi, lúc nào thuận tiện thì đi cũng được. Tỉnh chỉ báo xuống là tới giờ kêu lên ăn thôi. Tại vì ăn phở thì ở nhà con có máy cắt sắt thịt bò đó, mua thịt bò vậy trong đá nó lạnh lạnh vừa cứng chút xíu, rồi bỏ vô máy sắt cho nên nó mỏng, nó đều, nó vừa ăn lắm. Dạ, cũng xin thú thật là cái nhà này ăn chơi nó cũng dữ dội. Có dịp là nó ăn xong rồi nó chơi đã rồi xong nó ăn nữa, tới chừng nào hết lễ thôi. Dạ, thì con cũng ráng tránh né lắm. Dạ, nhưng mà con chạy lên chỉ mồi. Dạ, mình tránh rượu nhưng mà mình chỉ mồi. Thì sau cú điện thoại đó thì quyết định là không có đi. Anh Giang thông cảm, đồng cảm. Cứ quyết định là không có đi lên ăn liền được, là vì hỏi cái thằng con, hai đứa con trai lớn, thì đứa lớn nó chịu đi, nhưng mà nó nói là vì nó mới ăn cho nên nó không muốn đi liền bây giờ, thì nó có thể mà đi giờ vào cái giờ dinner thì có thể nó sẽ đi được. Thì cái thằng thứ nhì thì hỏi nó thì nó không muốn đi. Dạ, cho nên hồi nãy có đem được phần đồ ăn có nó cho về. Thì sau đó thì cũng hơi mệt thì đi ra ngồi làm việc. Dạ, bỏ một tiếng, hai tiếng đồng hồ gì đó làm việc ở ngoài máy, tại vì bây giờ là làm việc ở nhà, câu vô internet vô sở rồi làm việc. Thì ngồi làm việc xong, vừa xong được một cái case, xong một cái case thì cảm thấy hơi mệt, thì lên tính nằm ngã lưng chút xíu thì bà vợ bà nói anh chở tụi nhỏ, hai đứa nhỏ là hai con nhỏ con gái với lại con nhỏ em họ của nó đó, đi Target đi. Câu hỏi vậy chứ đi Target để làm gì? Thì nó nói đi Target để tụi nó cần mua đồ gì đó của tụi nó, chứ cũng không biết tụi nó cần cái gì. Mà thì mình vừa làm việc xong thì trước đó không hiểu tại sao mẹ nó không chở nó đi, cho nên cũng hỏi nó, con mới hỏi mẹ nó vậy chứ tại sao không chở nó đi cho rồi đi. Nói bà trả lời là nếu mà bà mà chở tụi nhỏ đi mà bà, tại vì bà là mẹ mà người phụ nữ mà mấy đứa con gái nó đòi nhiều quá, nó đòi cái này cái nọ cái kia, mà cho nên bà không muốn cái điều đó xảy ra. Với lại thêm một phần nữa, mình nhìn cái hoàn cảnh mình cũng biết bà đang lười biếng, trời ở ngoài trời mưa đổ lạnh, ôm mền ở trong nhà cầm máy coi phim, coi ba cái phim Hàn Quốc, coi phim gì đó, thì mình biết rồi. Tôi nói là ở trong cái chế độ, cái tâm trạng chế độ đó thì không có muốn bước xuống giường. Dạ, sẵn mình vừa lủi đầu lên thì mình làm nạn nhân trong cái lúc đó. Đi rồi cũng phải xách quần xách áo rồi xuống, dẫn xuống, hẹn với tụi nó là trong vòng 15 phút nữa phải đi ra nha. Tại vì con tính là phải mang vớ, mang giày đổi, mặc áo lạnh rồi xong mình ra mình phải đề xe cho tụi nó, cho xe ấm cho mới cho tụi nó ra. Tới chừng mà ra xe đi lên Target rồi, hỏi tụi nó vậy chứ tụi nó có cần, con hỏi hai đứa nó có cần con phải đi vào không, thì lúc đầu tụi nó nói không cần, nhưng mà sau suy nghĩ sau chút xíu thì tụi nó nói rằng nếu mà muốn đi vào thì có thể đi vào và ngồi chờ cái chỗ mà tính tiền, mà khi tụi nó đi vòng 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 ra nó mua đồ của những gì của tụi nó cần xong rồi đó thì tụi nó sẽ ra gặp chỗ đó rồi đi về. Cái con mới nói vậy chứ vậy sẽ ai sẽ trả tiền? Tụi nó nói rằng tụi nó có đem đủ tiền, còn tụi nó có cái budget. Cũng ngạc nhiên hai đứa nhỏ này không biết có tiền đâu ra. Thì mình hỏi để mình biết cái quan sát cái thái độ, sự suy nghĩ và cái behavior của tụi nó như vậy thôi. Chào tạm biệt chúc tất cả mọi người. Vậy là con hơi nhiều chuyện quá phải không? Có nhiều vị chắc nghe cái câu chuyện này con không thích. Và thực sự là con có ý kể là như đây là vì con có một cái ý là trong cái mọi cái chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình đó, có cái sự chú ý, sự suy nghĩ là trước những cái quyết định trong cái công việc hàng ngày đó, nó có những cái hiện tượng đối với những cái người xung quanh mình, nhất là trường hợp của con là con có ba đứa nhỏ đó, cho nên là con phải liên tục đối diện với những cái việc của nó, cho nên là con phải ráng lắm để mà xem xét cái hoạt động của tụi nó.
Dạ, cái mục đích là như vậy. Thì sau khi chở hai đứa này vào rồi thì con mới kéo xe một vợ và con. Dạ, à, đúng rồi. Đó là kiếp hiện tại thôi nha, chứ còn không có nói gì mà trong quá khứ và vị lai được. Dạ, chỉ biết hiện tại thôi. Dạ. Thì kéo cái xe vào để đẩy cho hai đứa tụi nó. Thì lúc đầu thì với thắc ý là con đẩy chiếc xe và đi theo tụi nó để quan sát tụi nó, và mình xem xét để mình biết tính tình của nó thôi. Nhưng mà thấy tụi nó chọn cái này, chọn cái kia, lăng xăng quá, đi theo hoài mệt quá. Thôi con nói, thôi được rồi, con kêu con nhỏ em Ma là cái đứa cháu, nó gọi điện thoại qua để mình biết. Có vẻ là y chang em luôn. Dạ đúng rồi, nhà đồng thân tương ý, biết tương cầu, nhà đồng cảnh ngộ, cho nên nên mình có dịp gặp ở đây. Dạ, em thuộc cái loại nhiều chuyện mà kêu em nói là em nói cho tới ngày mai luôn. Dạ, thì kêu tụi nó tự đẩy xe và ngồi ra để mình chờ. Nhưng mà con kêu tụi nó cho số phone nhau nha. Thôi, cái đó là có chết luôn nữa. Thì kêu tụi nó tự đẩy xe và tự đi mua đồ. Lúc đó mình đi từ từ đằng đằng xa, mình quan sát tụi nó thôi. Thì mới vừa quay qua có những cái thông tin trong điện thoại, những cái cú điện thoại và nói chuyện xong quay qua quay lại hai chị này mất tiêu, thì mình biết nó cũng ở trong tiệm vậy thôi. Thì cũng đi xong vòng vòng ngoài tiệm để mình quan sát, để mình biết cái giá cả của cái tiệm Target ở đây, trong khu này nó có Walmart, nó có Target, nó có Giant, nó có Best Buy, rồi nó có những cái tiệm mà nhiều khi mình có online như vậy. Mình biết khái niệm, mới đi Costco về mua cái TurboTax để làm việc, biết ở trong đó nó bán 40 đồng, còn cái tiệm này trải lại mình thấy nó bán 59, tầm là mình biết ông, cái ông này ông để giá hơi cao rồi. Thì thôi, cái đi vòng vòng chút xíu, cái thấy tụi nhỏ đẩy xe ra. Thì lúc nó đẩy xe ra thì mới phát hiện là nhỏ gái nó đã đem theo tiền của nó, mà nó để tiền ở phía sau cái điện thoại nó có cái bao protect đó, nó nhét tiền dưới đó đó. Mình có thấy ngộ ngộ, nó không bỏ trong túi hay bỏ gì nha. Tụi nó chuẩn bị tiền sẵn sàng hết trơn để tụi nó trả những tiền của nó. Nhưng mà lúc đó là mình nói vậy chứ thôi được rồi, để con lấy thẻ con trả đi, rồi nữa tụi nó lấy tiền mặt của tụi nó lại. Tụi nó trả lời một cách rất là hoan hỉ, không có một cái sự dè sẻn hoặc là gì hết. Thì một hồi đã tính tiền nó tới 40 mấy đồng, mà tụi nó chỉ là mua những cái món đồ chơi. Cho nên tụi nó có dịp chị em ở xa với nhau đến gặp với nhau để mà về mua mấy đồ chơi để về làm, dán cái này dán cái nọ, con gái mà, mua cho nó chơi tùm lum. Thì con có cái ý gửi nhắc nhở là tụi con sử dụng đồng tiền cũng phải cẩn thận, cũng phải giới hạn chứ đừng có xài quá như vậy. Thì tụi nó nói tụi nó đã có tính toán rồi, cái số tiền thì tụi nó mua này ở trong cái budget của tụi nó. À, nghe mình cũng ngạc nhiên, với cái lứa tuổi của tụi nó như vậy, tuy là chưa ra đồng tiền được cha mẹ cho, nhiều khi lâu lâu có dịp lễ lì xì hoặc là những cái dịp như vậy mà tụi nó có tiền, và khi mà tụi nó sử dụng đồng tiền, tụi nó có sự tính toán. Với cái lứa tuổi này thì mình cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà mình chỉ nhắc như vậy thôi, chứ thật ra ở bên xứ này có nhiều cái lúc, có nhiều cái hoàn cảnh. Như mình hồi xưa ở Việt Nam, mỗi lần cha mẹ rủ đi chơi ở đâu mừng lắm. Ở đây thì tụi nó hỏi phải đi đâu, chỗ đó là cái gì, làm cái gì cái đó, rồi tụi nó thích tụi nó mới đi, tụi nó không thích thì tụi nó cho đi mình đi chơi một mình, chứ không phải là tụi nó thèm đi chơi gì với mình đâu nha. Tụi nó có nước bên này nó có những cái lạ như vậy. Thì sau khi chở tụi nó về xong, thì lúc đó rủ cái thằng con lớn đi lên nhà ông anh đi ăn phở. Nhưng mà vừa rủ nó xong, cái trực nhớ là một chuyện là hôm nay đó, hồi sáng đó, sư Chanh Ra có gọi lại, sư nói là sư sẽ đến để mà con check xe nhớt, đồ những dầu thắng, rồi những cái máy, những cái dầu coolant, rồi nước rửa, windshield wiper, make sure tất cả là vì ngày mai đó. Sư sẽ đi với anh Mỹ, đi xuống Đại Niệm Xứ là đi đường xa, cho nên cần phải check những điều đó. Và chiếc xe đó là chiếc xe mà con đã cúng dường chùa và con cũng hay thường maintenance. Thì sau khi hồi sáng sư gọi sư đến, thì lúc đó thì canh giờ thì thấy là sư chắc có lẽ khoảng trong vòng nửa tiếng nữa đến. Và những cái đồ nghề phụ tùng, những cái dụng cụ mà để sửa xe thì con để nhà em á, cho nên là con nói
Lượng Lượng là tên của thằng con trước. Phải con phải chờ ba chút xíu nữa, ba còn phải có một số việc con phải làm. Xong về xong là lúc đó cha con mình đi. Thì nó cũng ừ thôi, tại vì nó đi thì đi, lúc nào đi cũng được, nó chỉ ở nhà nó ôm mái nó chơi thôi, cái việc mà hối hả thì đối với nó không thành vấn đề. Lúc đó thì rồi mới lên xe đi chạy qua nhà nhỏ em cách đây có 5 phút mà, vì tất cả những cỗ máy móc thuộc phụ tùng để sửa xe bên kia đó. Thì sau khi mình chuẩn bị xong những cái nhớt, những cái vật dụng cần thiết thì trong vòng sư gọi lại, sư nói 10 phút nó đến, có nói là được, sư cứ việc đến. Và sau khi sư đến 10 phút sau sư đến thì check nhớt power steering wheel thấy nó đầy. Thực ra thì những cái này trước đây, cái lần trước mà con gặp sư thì con có check hết rồi, mỗi lần gặp con check. Tại vì các sư thì có nhiều chuyện lo, và những cái đường này, những cái vấn đề này thì kỹ thuật, một số người thì người ta thích làm, người ta mới để ý, một số người người ta không có cái khái niệm thì người ta không để ý, và không để ý thì sẽ không không có hiểu được những cái brake fluid, những cái coolant, những cái nước làm mát máy, cái nước mà dầu thắng, rồi cái những cái dầu mà cho tay lái chẳng hạn như đó, thì họ không để ý. Trường hợp này thì sư chân ra là một trong những người mà không có vẻ thích thú gì lắm đối với chuyện này. Thì con check luôn cái nhớt thì con thấy là vì cái xe nó cũng có tuổi đó, thường thường xe nó hay bị lít nhớt. Thì con mới châm nhớt vào, và con châm thêm cái bình mà nó có cái AT205. Nó đổ vào máy thì nó có khuynh hướng nó cho mấy cái seal nó chắc hơn, nó không có làm lít nhớt đó. Thì sư hỏi vậy chứ cái bình nhớt của con bình này là bình gì thì con phải giải thích. Giải thích xong rồi thì make sure xe mọi chuyện tốt hết, thì con nói sư là như vậy là an toàn rồi đó, còn đưa cho thầy sư thêm hai cái bình nữa để mà sau này mà ngày mai đi với anh Mỹ, đi xuống đại niệm xứ rồi trên đường về đó mình chắc lại ở Mỹ nhớ nha, thăm nhớt một lần nữa coi cái level, nếu thì cứ việc đổ thêm mà chạy về, còn tất cả những phần khác thì nó ok hết trơn rồi, không có gì phải lo cả. Nhưng mà dù sao thì đi đường xa, trước khi mình đi thì tất cả những cái điều này mình cũng phải xem xét nha. Thì sư có cái ngỏ ý là muốn vào để tụng kinh chúc phúc cho gia đình, tại vì sự quan hệ của gia đình con nói riêng và cả nói chung đối với sư thì rất là thân thiện. Lúc đó con mới nói sư, con thỉnh sư vào, và nhỏ em lúc đó nó có đứa con gái, thằng con trai của nó thì nó đi qua về chuyên gia chơi rồi. Lúc đó con gái thì con hướng dẫn bà hai em nhỏ cháu đã lễ vị sư đến nhà. Đồng thời sư lúc đó sư có ngỏ ý muốn tụng kinh Rattanam Suttam, là cái bài kinh Tam Bảo, và sau đó sư cũng đọc những bài kinh Metta, kinh Minh Từ. Cái phong của người Tích Lan là còn có cái sợi dây trắng, họ đi qua một vòng cũng phải hướng dẫn cho con nhỏ cháu để nó biết là nó cầm cái tay và sợi dây như vậy. Thì sư và cái người Phật tử mà đi theo sư là cái ông Tích Lan, họ tụng nhịp nhàng lắm, họ và nghe hay lắm. Mình học Pali chứ đường trường âm và đoạn âm, cái mình cứ trường âm của mình chơi dấu sắc vào, cái đoạn âm mình chơi dấu bình ngang, cho cái ngôn ngữ của thế giới đâu có dấu sắc với quyền giống như mình. Họ trường âm và đoạn âm thôi, họ đọc đúng như vậy, và họ cái sự lên xuống họ giống như tụng, nhưng nó âm du dương lắm. Chứ không phải mình cứ, nếu mà đoạn âm mà dấu a hay gì mình cứ á một hồi con nghe con học được cái khía cạnh đó. Cho nên con rất thích cái tụng của Tích Lan, cái tụng của người Miến Điện thì giống như bằng ngang một dây một mà không có trường âm đoạn âm gì, họ tụng liên tục vậy đó. Họ giống như là khi mà Chư Tăng mà Miến Điện mà tập hợp với nhau tụng thì họ cũng có do cái phong tục tập quán của họ đó, họ tụng ngang và cái câu của họ nó không có trường âm đoạn âm mà rõ ràng giống như Chư Tăng Tích Lan tụng nghe rất là hay. Thì giống như trường hợp hồi nãy có ai nói về cái trường hợp mà sư Rahula mà đúng rồi, và cũng như nói đúng, và nghe xin lỗi nó dùng từ là phê lắm. Dạ thì sư tụng xong rồi sư chúc phúc, rồi sư giảng những bài pháp ngắn cho nhỏ cháu, cũng như là nhắc nhở
cầu nguyện cho cả gia đình, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, và sư hồi hướng cho chư thiên, hồi hướng cho cô Huyền Pháp Tổ, hồi hướng cho những cái vị hồi sống sư phụ già đúng, thì hồi hướng cho tất cả chúng sanh rồi đó, và nhắc nhở vị một. Xong rồi thì con mới vì bà con lên Facebook nghe lại nhau thảo sáng này dạ. Thì con có nhắc nhỏ em là sẵn cái dịp mà sư sắp đi xa đó, nên cúng dường cho sư, cũng giống như là con cũng nói là sư đi xuống đại niệm xứ trong tương lai, ngày mai đi thì sẽ là có khóa tu một tháng như vậy. Nói không phải là để khoe, nhưng mà nói để mình đưa một cái khái niệm về cái sự tu của một vị sư, để cho nhỏ em nó biết, đứa cháu mình nó biết đối với họ cái gì, nó khi nó lọt vô lỗ tai có sự giải thích, nó thành một cái khái niệm, nó thành một cái kiến thức, một cái gì đó, nó làm cái nền tảng mà sau này trong cuộc đời của nó, khi nó nghe lại, nó có một cái khái niệm đây là một cái gì, một cái pháp nó đã thường quen. Dạ, cho nên là ở đây có đôi khi chúng ta chia sẻ với nhau, thì nếu mà mới nghe qua thì có vẻ như khoe, nhưng mà cái sự thân tình của các vị đạo hữu với nhau ở đây, khi mà nói thì có cái tác ý đó, và mỗi một cái tác ý như vậy nó có sự khéo léo của nó nếu mà đang sống trong tịnh thiện. Thì ở đây mượn cái hoàn cảnh này con xin chia sẻ một cái khía cạnh đó như vậy, để mà chúng ta với nhau khi nghe một cái điều gì thiện đã được thực hiện thì khởi cái tâm hoan hỷ, nó tùy hỷ đó, là một trong cái 10 cái thập phúc mà mình như có chia sẻ và trình bày đó. Cái điều đó rất là quan trọng, nó diệt cái tâm mà đố kỵ và ích kỷ, đố kỵ của chúng ta, nó cái tâm mà cái bản chất mà chỉ thích những cái gì tốt đẹp đó cho mình mà không thích những cái gì tốt đẹp cho người khác, cái đó là không mua mà nó có. Còn cái thứ mà rejoice được, tức là tùy hỷ được, hoan hỷ đối với lại cái công đức của người khác, cái đó là phải có tu tập mới được. Thì sau khi sư đã chúc phúc, tụng kinh chúc phúc xong rồi thì đi ra, thì cái anh Phật tử mà đi chung với sư đó, ảnh xin đi vệ sinh, thì con dẫn cho ảnh đi vào, xong vệ sinh thì con chạy ra, con gặp nói với sư là trong khi chờ đợi ảnh đi vệ sinh thì con để con quay đầu xe lại cho sư, là vì cái driveway nó đi vào đó, và trời nó tối và trời rất mưa, cái người mà lái không quen với cái driveway như vậy thì nó rất nguy hiểm. Thì con quay đầu xe ra, thì vừa quay đầu xe ra xong thì anh kia mới vừa ra, thì con cũng lễ sư một lần cuối bắt tay. Và sau khi sư đi thì con dọn dẹp đồ đạc xong rồi con đóng cửa, tắt đèn xong rồi đóng cửa, con ra nhỏ em con chạy về nhà, con gọi điện thoại cho cái thằng con trai lớn, nói là ba sắp 5 phút nó sẽ chạy về tới nhà, con chuẩn bị đi. Về ba về tới nhà, lúc đó cha con mình đi lên nhà ông anh để mà ăn phở. Và khi đi lên nhà, 10 giờ, 11 giờ rồi, con nhiều chuyện quá, nhưng mà con chuyện gần hết. Bây giờ con đang nằm ở trong cái số 5 đó, dạ, không phải là số 1, số 2 nữa, xe chạy của số 5 rồi, để con nói hết luôn nhà rồi. Dạ, càng nói nó càng dài dòng. Thực ra nó còn nhiều chi tiết trong cái ngày hôm nay con làm, còn lên, còn ăn uống, còn ca, còn hát, còn nhiều sự yêu cầu nữa. Nhưng mà thôi, tới bây giờ thì như vậy thì, sau khi hai cha con chạy lên trong đó thì khoảng chừng 20 phút chạy lên trên đó thì mọi người đang dưới basement đang đờn ca dưới hết trơn rồi, được 5 chi rồi, dạ, phát 10 chi được 5 chi rồi, còn 5 chi nữa, 5 chi kết mỗi túi đi. Anh Trảnh thì thấy là cái nồi phở nó còn ấm thôi, nó không còn nóng, nhưng mà mình chỉ cần tô thì mình tác ý là không có nấu nguyên cái nồi đó, mình múc ra có một cái nồi nhỏ, hai cái giá lớn nước lèo đem vô mình hâm, trong lúc mình hâm cái đó thì cho nó sôi thì lấy hai cái tô ra vừa đủ cho hai cha con, bỏ hủ tiếu, bỏ giá vào trước, đem ba cái thịt đi lục tủ lạnh không anh, lấy ba cái bò viên, rau ngò gai, ngò gai chứ ngò ôm ở bên Cali ông bác cũng đem qua mới có, chứ bây giờ đi lục cả chục cái chợ rồi, giờ nguyên khu này mình không còn ngò gai, ngò gai với ngò ôm nữa, rau quế thì có. Dạ, thì sau khi con chuẩn bị những cái thứ hành ngò thịt bò viên, con có hỏi thằng lớn của con nó có ăn bò viên không, nó nói nó không, nó muốn ăn bò viên, nó chỉ muốn ăn thịt tái à. Con thì cái gì cũng được, mà chỉ ba cái đuôi bò thì con không ăn thôi. Thì con làm cho hai tô phở như vậy, hai cho con dùng, thì ăn dùng xong thì con chạy xuống lầu
chào xuống đầu thì chào hỏi mọi người. Tại vì họ cũng gọi điện thoại và họ cũng muốn mình tới chung vui trong gia đình. Mình đã tới rồi, đương nhiên mình chào xuống, nhưng mà con có tác ý rồi, con biết là hôm nay là 9 giờ là bắt đầu có lớp rồi đó. Mà cái thời gian như vậy đi lên trên đó là đã 6 giờ hơn rồi. 6-7 giờ hơn rồi. Thì như vậy thì tranh thủ phải đi về. Mà khi mà mình xuống cái bàn mà người ta đang nhậu như vậy, mình phải tác ý rằng mình lên mình ăn như vậy xong rồi mình xuống. Mà cách tốt nhất là mình giúp vui bằng cách là ca hát. Thì ai cũng ca hát xong rồi thì mình dùng cái lý do là vì có thằng con cho nên mình đi về. Chứ ngồi đó mình karaoke mà ngồi nhậu nhẹt chứ hỏi đến chi mình phải chạy về để chui vào lớp nữa. Dạ, chui vào lớp rồi bắt đầu con nhiều chuyện tới bây giờ tới. Thôi vậy con tạm ngừng ở đây đi chứ không thôi kể cái chuyện ba cái bạn bài hát mà con ca xong rồi cái lúc nào nó ca rồi cái lúc nào xuống rồi hồi người ta yêu cầu ca lại rồi lúc đó rồi ngồi nói chuyện đó tôi cũng thấy dài dòng rồi. Nhưng mà nguyên như cười. Nhưng mà đây là những cái chi tiết mà cả ngày hôm nay con sinh hoạt ngày hôm nay và theo cái trình tự mà con cũng vừa hoạt động vừa quan sát những cái sự việc nó xảy ra như vậy thì thôi hôm nay cũng là cái dịp trước thềm năm mới mà Nguyên Như đã nhắc từ sáng là phải chuẩn bị một đề tài thì con không có biết là một cái đề tài gì. Thường thường thì chúng ta trao đổi với nhau có những cái câu hỏi đó ở trong lớp với nhau, có những câu hỏi thắc mắc người qua lại thì lúc đó mình mới dựa trên những cái pháp đó mình mới thôi ca tặng đạo tràng một bài đầu năm mình lấy già ca mà không ca ra ở đây mà không có ok tại không có nhạc nó như lại cái thôi ở đây thì chắc có lẽ là không thích hợp mất thời giờ của thầy lớp học, không biết hôm nay thầy có sẽ dạy hay không hát bài ba anh làm thì cái bài đó ông già ông làm thì hay lắm nhưng mà không có thuộc lời Nguyên Như, xin lỗi không dạy nữa. Nguyên Như không dạy nữa hả? Vậy là lỗi tại con mỗi đàn rồi con cái thằng mà nó nhiều chuyện tới nỗi mà giờ mất hết lớp giờ của lớp. Nhưng mà nói chung là cũng sắp hết cái giờ với cái tác ý là mình phải sử dụng thời gian khéo léo làm sao để mà mình chạy về nhà kịp. Lúc đó trước khi chạy về nhà là gần 9 giờ rồi, con coi điện thoại 9 giờ rồi cho nên con phải chạy về cái lúc mà phải chạy về là 9 giờ, chạy về nhà 9:20 cho nên 9:30 con mới chui vô đây được lớp. Chưa vô thì ngay lúc đó là không có biết phải nói cái gì. Ngay lúc đó đang suy nghĩ mà có cái bà chị Huỳnh Trinh Nha, bà rất là thương con. Bà rất là muốn con chia sẻ trên đạo tràng. Chứ bà cứ nhắn tin qua hoài, bà cũng đang ở trong lớp nên nè. Chị Tâm đó. Không biết cái nickname của chị trong này là gì. Chứ cứ kêu lên để trình bày đi Lý, lên trình bày đi Lý. Mà ngồi trong bụng đó, không biết trình bày cái gì. Không có sự chuẩn bị trước. Không có tư tiền tư hiện mà không có tư tiền là sao có tư hiện hiện cái gì không nhắc ma người ta hiện ra nhắc ma người ta làm sao. Nhưng mà con nghĩ lại trình bày cái những cái hoạt động trong một ngày để xảy ra như vậy cũng là một cái điều hay, nói lên một cái sự nó khi mà mình diễn tả lại chính mình bản thân của mình đo lường được cái sự chú ý, sự tập trung, cái khả năng niệm của mình, những cái nào đó đã xảy ra, những cái nào mà mình nhớ, mức độ mình nhớ nó ra làm sao để chính mình đây nè, là cái thước đo cho cái con đường tu học của mình. Con thấy cái điều đó cũng là hay. Thì con mạn phép hôm nay trình bày, tuy là cái câu chuyện nó rất là nó rất là đời tư của chỉ riêng con thôi, nhưng mà cái ý nghĩa như con mới vừa nói ở đây là không phải là mà chỉ là cái việc của con, mà ở đây là cái chuyện con xin trình bày đấy mà chia sẻ với nhau những cái hoạt động trong một ngày và con có thể con nhớ được và để con chia sẻ lại được với lớp qua cái một cái đề tài mà thầy cho hôm nay nó không có một cái chủ đề nào đặc biệt. Dạ, thì hồi nãy giờ có rất nhiều vị đã trình bày và đã chúc với nhau chúng ta trước thềm năm mới, nhưng mà theo con nghĩ thì không phải là vì năm mới đâu. Chúng ta ở đây tất cả đều là Phật tử. Mỗi một ngày trôi qua là một cái gì đó, là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ lại, ngẫm nghĩ lại những cái pháp đã hiện bài, những cái pháp nào nó đang hiện bài, và những cái gì chúng ta học được qua là danh và sắc của chính mình và những cái vị trong đạo tràng, những cái bạn đạo nói riêng và tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc và nói chung, chúng ta đều có thể học được từ những cái điều đó. Và con xin đây và con xin kính chúc tất cả
đến cái giác ngộ giải thoát ở trong ngày vị lai. Là con cũng xin chúc tất cả các vị trong đạo tràng sức khỏe, tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, một năm mới có rất nhiều những phát thiện, những cái điều vui vẻ và những cái năng lực để mà chúng ta dìu dắt lẫn nhau trong con đường tầm cầu đạo giải thoát, thì đi đến bờ an vui và dứt các khổ não, thành trụ tránh trí đều nhau cả thảy. Dạ, con xin dừng nước tại đây. Dạ, Nam Mô Bố Tra Giá, Nam Mô Tham Mái, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ, con xin. Ôi, sao thấu. Ai, hôm nay rất là cảm ơn quý vị đã lên có những lời chúc rất là tốt đẹp ha. Cũng rất là hoan hỷ khi tất cả quý vị đến với lớp và có một cái niềm tin về Phật pháp và có một cái sự tinh tấn rất là đặc biệt. Khi chúng tôi đứng lên những cái lớp này thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ có được những người mà theo học nhiều như vậy. Bây giờ nhiều đa số là vô nghe chút rồi cái chạy mất, nhưng mà room này với room Nam Truyền cũng rất là tuyệt vời, theo học rất là tinh tấn và Bali đọc như gió ha. Đọc chúng tôi đang nghe cái gì đọc càng lúc càng tuyệt vời ha. Đọc thật sự là muốn đọc Bali được dễ nghe cả, chính chúng tôi muốn đọc được phải tập dữ lắm mới đọc được. Mà quý vị lên đọc ngon lành ha. Đây là một cái tiến bước rất là đặc biệt và rất là quan hỷ. Rất là mong tất cả quý vị cứ giữ như vậy ha, cứ giữ cái sự học của mình càng lúc càng tiến bộ. Đó cũng là cái món quà tinh thần cho chúng tôi. Khi mình cái tâm lý của một người dạy học mà mình đứng dạy mà những người theo học mình mà ta có sự tích cực siêng năng, cái sự quan hỷ trong pháp, mừng lắm, nghe rất là sao thú, rất là mừng. Chứ thì mình dạy mà xong với hỏi ra không ai biết, thôi rồi xong buồn lắm, cái đó buồn dễ sợ lắm. Tức là thứ nhất là mình dạy dở quá, mình dạy quá dở, không hay chịu học. Thứ hai là làm biến quá thì cũng đang cũng học luôn. Nhưng mà này mình thấy là những người theo học rất là tuyệt vời, học rất là năng nổ, rất là tinh tấn. Nhất là Nguyên Trang này học đội làm biến thì trốn học đủ thứ ha. Nhưng mà sao siêng năng tích cực học hiểu pháp rồi trả lời rồi lại kia cũng ngon lành ha. Cũng rất là đặc biệt. Thì rất mừng cho tất cả quý vị đã có được một cái tri kiến đúng đắn, có một cái sự tinh cần tinh tấn trong một cái việc học, nhất là học pháp này. Pháp này khó lắm quý vị. Xưa chúng ta học khó mà ai mà theo nổi lắm. Lúc đầu thì 50 người học, từ từ cái tháng sau cái còn 3-4 người, tháng sau nữa cái còn có người rồi cái là tự động tốt nghiệp luôn, giải thể luôn. Nhưng mà room này của mình, room này room xa chót mà được 2 năm quý vị, 2 năm chưa? Học 2 năm chưa? Không biết được 2 năm hay hơn ha, chắc hơn 2 năm. Thì cũng rất là xa thú ha. Xa thú quý vị đã có một cái sự mà nhiệt thành trong đạo pháp. Và chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình ha. Mình cứ ráng trích lục, mình ráng nghiên cứu, mình hướng dẫn được tới đâu hay tới đó. Bởi vì đây là Phật pháp mà mình không có dám nói theo cái tư kiến riêng của mình. Mình phải căn cứ trên chú giải, căn cứ trên những cái sớ giải này kia để mình nghiên cứu đưa ra là mình nói rộng ra thôi. Chứ thực sự mình cũng đâu có biết gì đâu. Mình phạm phu tục tử, biết khỉ vậy. Nhưng mình lặp lại vấn đề thôi. Cái là mình làm sao nó dễ hơn để cho người nghe nó dễ hiểu hơn. Đó là cái vấn đề như vậy. Thì trong một cái vấn đề năm cũ, hôm nay mình bước qua được năm mới. Tức là khi nói tới năm cũ, bước qua năm mới nó gì? Chúng ta hôm qua có coi cái bên New York nó có cái giờ phút mà countdown nó đếm xuống. Phút countdown tức là giờ cắt cuối cùng của một một năm. Nó đếm 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Thì nó đến 0. Thì khi mà đếm đến 0 như vậy đó, thì nó vẫn còn trong cái thời hiện tại. Mình bắt đầu mình nghĩ nó đầu như đó là còn hiện tại. Nhưng mà thì khi mà nó 0 vẫn còn hiện tại thì cái 2021 thì nó thuộc về tương lai. Nó vẫn còn về tương lai mà. Nhưng mà khi mà bước qua cái 2021 và đến 0 xong rồi Happy New Year 2021 thì cái 0 trở về quá khứ. Mình thấy tích tắc cái 0 trở về quá khứ mà cái Happy New Year 2021 trở thành hiện tại. Thì khi mình nhìn thấy cái vấn đề này nó sẽ diễn tiến và tích tắc như vậy cũng như trong cái đời sống của mình. Như trong một cái sắc ma tử của mình, một người đời sống khi mà tử thì gây tới cái sắc ma tử là nó sanh trụ diệt ngay sắc ma tử đó, thì ngay sắc ma tử nó vẫn là còn thuộc hiện tại, nó chưa chấm dứt mà nó vẫn là hiện tại. Thì lúc sắc ma tử như vậy thì nó được xét vào thời hiện tại, nhưng mà tục sinh thì nó thuộc về thì tương lai. Nó hiện tại tương lai, nhưng mà khi mà sắc ma tục sinh nó phát sanh lên, nó hiện hỏi khởi, nó có mặt thì sắc ma tục sinh nó trở thành hiện tại. Sắc ma tục sinh nó hiện tại mà cái sắc ma tử nó trở về quá khứ. Thì chúng ta thấy là hiện tại quá khứ nó tức tắc như vậy. Thì như thế nào khi chúng ta học về thập nhiên duyên như vậy, thì khi mà vô minh nó duyên cho hành, mà khi mà vô minh nó duyên cho hành đó, thì lúc đó nếu mà chưa có cái thức tái sanh đó, thì vô minh duyên hành nó thuộc về thời hiện tại. Thì bởi vì khi nó chưa có cái sắc sanh thì nó vẫn còn nằm trong cái hiện tại, nhưng mà khi thức tái sanh nó hiện hữu thì thức tái sanh sẽ thành cái hiện tại, nó trở thành hiện tại, mà vô minh hành nó trở về quá khứ. Thì như vậy trong một cái tích tắc như vậy, quá khứ hiện tại như vậy, cái sự sanh tử nó là những cái mối nối thời gian liên tục như vậy. Thì đó là chúng ta thấy thay đổi từ cái ngũ uẩn này sang ngũ uẩn khác liên tục. Cho nên trong cái vấn đề này, qua cái chỉ cần chúng ta suy nghĩ, dùng trí tuệ chúng ta suy xét, thì cái đời sống của con người mình nó thay đổi liên tục, nó chuyển biến liên tục, không ngừng nghỉ ha. Một cái sự mà sanh diệt liên tục, một sự luân hồi liên tục như vậy. Thì chính vì cái sự mà thay đổi liên tục, luân hồi như vậy, vô thường như vậy, nó làm cho con người chúng ta trở nên phải bị chịu những cái sự đau khổ như vậy. Chính vì do cái sự thay đổi, sự vô thường như vậy. Cho nên ở đây chúng ta tu là tu như thế nào, tu làm sao để mà chúng ta chấm dứt được cái này, và là chúng ta chấm dứt được cái sự mà chuyển đổi này. Và khi mà tới tử một cái là sao là chấm dứt luôn, là niết bàn luôn, thì lúc đó là khỏe. Còn nếu mà chúng ta còn tử mà còn sanh nó lại thì sự đau khổ nó sẽ hiện hữu liên tục như vậy, nó cứ đi theo tất cả những pháp của vi nó sẽ phát sinh, và như vậy chúng ta sẽ cứ đau khổ mãi. Mà giờ có cách làm sao chúng ta tu để mà chấm dứt được cái sự mối nối từ cái tử nó sang cái tục sinh đó, thì chúng ta thành công. Mà muốn như vậy là chúng ta phải đi vào cái vấn đề mà coi như là pháp hành về tứ niệm xứ. Chỉ có tứ niệm xứ mới là cái phương pháp để mà diệt trừ tham ưu, sầu ưu, bi khổ não, chấm dứt những cái sự đau khổ của thế gian này. Và như vậy chúng ta sẽ thành tựu được cứu cánh giải thoát. Thì trong cái đời sống tu học của mình, thật sự nó đơn giản là như vậy. Chúng ta chỉ cần học, nghiên cứu cho kỹ, mình đi vô pháp hành, mình an trú trong pháp chánh niệm, giữ gìn thân tâm để mình quan sát, dùng niệm quan sát những cái pháp nó phát sanh như thế nào, mình quan sát nó từ cái tâm mình nó nhảy bén rồi, thì nó sẽ làm cho những cái sự dính mắc, những cái tham ái nó không còn bị trói buộc nữa. Lần lần những tham ái mình nhả nó ra từ từ, và tới một lúc nào đó chín mùi, mình sẽ dứt trừ được những cái tham ái, những sự bám víu vào đời sống, thì chúng ta sẽ được giải thoát mọi khổ đau. Đó là cái chúng ta cần phải làm như vậy. Nên chúng ta thay vì mình học tiếp thôi, nhưng mà thôi để dành tuần sau đi, tối là cho quý vị nghỉ. Thì rồi học tới đâu không biết nữa, học vô minh duyên hành, hành duyên thức chưa ha, thì học tới đâu không biết, hành duyên thức hả, phải thức chưa, học xong thức hả, thức chưa ta, thức luôn rồi hả? Ok rồi, vậy tuần sau mình học thức duyên danh sắc phải không? Bây giờ nhắc nghe. Rồi tuần sau mình đi vào chi pháp thức duyên danh sắc. Rồi, đó là cái bài học của tuần sau, thay vì hôm nay mình học, mà giờ mà năm nay năm mới thì thôi, cho để cho quý vị lên xả stress, giống như Lý lên xả stress, một tăng khỏe re
Xả stress nhẹ người sau một năm bị khủng bố, bị em biết nó nện cho phát tấn công nước Mỹ là te tôi lên xả stress mới cho đỡ tức. Rồi đó là hôm nay mình có buổi sinh hoạt tự do cho nó thoải mái tinh thần, nó xả được những cái stress ha. Chưa tính là sanh về cảnh giới mà đâu biết được cái chuyện đó, mình đâu biết. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhau cả thấy. Dạ nam mô Bụt Đà, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sa. Rồi mời MC lên làm việc nha. Nam mô Bụt Đà, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sa Kha Dạ. Dạ hôm nay cũng kính tri ân thầy kinh đã cho tụi con lên xả stress. Con thấy là anh Lý đã bớt stress dữ rồi đó thầy, tự nhiên nguyên cái đống stress đó là nó trào ra hết trong lớp. Nó mỗi người hứng một chút của anh. Đầu thềm năm mới, Nguyên Như xin kính chúc cả lớp học của mình, như là quý vị đã cũng đã chúc hồi nãy, mọi người đều là thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Và cũng nhân dịp này đây, chúng con và toàn thể Phật tử trong lớp cũng như là những cái Phật tử ở hải ngoại, ở trên bao thoát, ở trong nước mình, ở ngoài nước mình, cũng là kính thay mặt cho mọi người kính tri ân thầy Kinh Milanda đã có mặt ở trong cuộc đời của chúng con để mà truyền được những cái vị ngọt giáo pháp tới cho chúng con. Và cũng nhờ thầy xuất hiện trong cái bầu trời của Phật giáo Nam truyền mà tụi con có cơ hội, và cũng về cái cách dạy của thầy, và có một cái vị thư ký đại tài là Châu Nguyễn đã làm ra từng cái, từng chữ, từng bài rất là kỹ lưỡng để mà tụi con có thể vào, tụi con có thể mượn nhau chép bài, rồi đóng thành sách, rồi có thể là truyền lại cho hậu bối. Dạ, cái đó rất là nhờ công ơn của thầy Kinh. Cái idea đó của thầy thật là tuyệt vời, mà con biết là những room khác cũng bắt đầu làm theo như vậy. Dạ, bây giờ con thấy là thời gian cũng đã trễ rồi. Con xin kính thỉnh thầy có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con, thưa thầy. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À, nam mô Bụt Đà. Em đâu có học gì đâu giúp phúc. Nay lên nó dốc giúp phúc vậy. Rồi lên đọc kinh sám hối gì đi, kinh gì đó hồi hướng phước gì đi. Được rồi, chứ có học gì đâu. Có phúc nào chút. Rồi xin mời quý vị. Dạ quý vị, dạ hồi nãy giờ á, dạ tụi con có phước mà thầy, tụi con lên tri ân thầy, tụi con share pháp với nhau, nó có một trong 10 thập thiện nghiệp rồi đó thầy. Thôi giờ bây giờ con sẽ đọc qua cái phần tiếng Việt ha quý vị. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, Nguyên Như Kỳ Viên xin hẹn chư vị Phật tử trở lại cho Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ 2 ở Mỹ và cũng là ngày thứ 3, sáng thứ 3 bên Việt Nam. Và Sư Pháp Thanh sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta chương trình về 37 phẩm trợ đạo. Dạ, Nguyên Như xin trân kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.